sao hôm nay tóc má sơ sát quá vậy? Nó lộn trộn lên đó má. Má không biết sao mà mấy bữa nay nó sơ sát vậy đó. Vậy không được đâu nghe. Con thích nhất là cái mái tóc của má là nó vừa mềm vừa bóng mà nó thơm thoang thoảng mùi gì lạ lắm á. Vậy là con không chịu đâu nghe. Đâu phải vậy của bay thích đâu. Tía bay á cũng thích nhất là mái tóc của má đó. Thôi vậy nè má, để chút nữa con đi ra ngoài vườn á, con hái lá bưởi cho má gội đầu nha, cho nó bóng mượt lại. À, được đó. Có con dâu vậy thiệt má cảm ơn con nghe. Ý mà đâu có được, chiều nay má có hẹn. Hẹn ai? Bạn cũ. Bạn cũ của má mà cũng là bạn cũ của chị Xuôi ở bển đó, về xẻo lá chơi, cho nên chiều nay hẹn má đi uống cà phê. Bây giờ mà gọi lá bưởi á thì nó đâu có kịp bóng đâu. Giờ sao? Sao ta? Mấy chục năm rồi bây giờ mới gặp lại. Mà hồi đó là mình đẹp hơn nhỏ Lan. Bây giờ gặp lại không lẽ để nhỏ thấy bộ dạng mình vậy sao? Đâu có được. Mà cũng tại mình hết trơn, không chịu chăm sóc bản thân gì hết. À má, không ấy vậy má ra tiệm tóc á, cho người ta hấp tóc má lại đi. À, được á. Cũng may à, bữa đi chợ xong mình biết hôm mình mua cái chai nước rửa với lại chai nước sơn. Giờ có rồi để mà chùi với làm ở nhà. Ơi. Trời. Ủa, không có gì hả? Ủa, mận gì vậy? Chùi móng tay chứ mận gì trời? Ủa, mới có ra hết mụn mà chùi móng tay không chừng hết trơn tội rồi. Thì tại bữa Tết đi làm đẹp sớm quá đi, thành ra bây giờ nó tróc nó sười sười lên nè, thấy nó dơ lắm nè, ra phải chùi cho nó sạch rồi làm lại. Ôi, ta ra tiệm ta mần cái rồi, hơi đâu ngồi nó cọ cọ quẹt quẹt. Tôi có điện thoại rồi, tôi hẹn rồi đấy chứ. Nhưng mà tại nó nói bữa nay nó kẹt khách. À, có người hấp dầu rồi dũi rồi ơi, tới nó tùm lum thành ra là không thời gian cho tôi phải làm ở nhà đây nè. Mấy bà giờ tối ngày cái trộn rộn ba chuyện mừng đẹp quá trời quá đất luôn. Ông nói nghe lạ, phụ nữ xấu á, mấy ông nhìn mấy ông có chê không? Phụ nữ thì phải cho người ta làm đẹp chứ. Đó. Mà... À. Ủa vậy? Trời đất ơi. Đó. Đó, thấy chưa? Tại ông á, đang cắt da mà tự nhiên ông nói làm tôi phân tâm, tôi cắt vô thịt luôn rồi nè. Chết cha, lộn nhà. Anh Ballet, đi đâu vậy? Trời ơi, em xức cái gì mà thấy ghê, nhìn y như ma vậy mộng. Trời ơi, cái này là mặt nạ của người ta đó. Anh làm gì vậy, nó mất tiền, nó manh chét hết trơn rồi. Ủa mà em xức này làm chi? Thì tại vì mấy ngày đi chúc Tết đó, cái mặt em nó sạm, bây giờ em phải dưỡng da lại chứ. Biết không, xức cái này nè, là da mình ha, sẽ mịn màng, trắng trẻo vô lắm luôn á. Trời ơi, mịn màng, trắng trẻo là anh khoái á. Khoái gì? Thì em đẹp anh khoái. Thôi đi, giờ đi uống cà phê nè. Bữa nay anh có hẹn với mấy thằng bạn đi ăn cơm chung á, sẵn anh dẫn em ra đó giới thiệu luôn. À, chưa có được, em vừa mới xức lên mới có mấy phút rồi đi rửa uổng lắm, mắc tiền lắm á. Ngồi uống nước chờ em chút đi. Rồi, đồ ăn tới đây. Ủa, cái gì có cái tô mì với lại dĩa bánh tét vậy? Tôi ăn mì, bà ăn bánh tét. Sao ông ăn bánh tét đi, tôi ăn mì? Tôi tính toán hết rồi, móng tay bà mới sơn chỉ có khô, cho nên ăn mì rất là khó.
có ăn mì cũng nấu cho tôi một tô chứ hổm rài ăn bánh tét nó ngán muốn chết. Giờ nhìn dĩa bánh tét là tôi đã nói tính toán rồi. Bây giờ nè bà đó, móng tay bà chưa khô nè, bà ăn bánh tét đi. Chứ còn nếu bà ăn mì đó, bà đợi móng tay bà khô thì mì nó nở tắt lét làm sao ăn, hiểu không? Ý ông nói là móng tay tôi ướt à. Tôi ăn mì không được cái gì. Ừ đó, ông đưa đây, đưa tôi mì rồi tôi ăn cho ông coi. Chắc được phải không? Chắc, đưa đây. Đó, ăn đi ha. Bà ăn cho được nha. Coi bà ăn sao. Đó, cầm đũa lên. Đó. Đó. Cô giọng cầm đũa gấp vô. Ăn. Ăn mà cầm cái tay cà dánh dánh dánh. Mày ăn cái gì? Trời đất ơi. Cái tay bà cầm như vậy mà bà cũng ăn được hả bà Tư? Nhớ năm trước anh cũng ăn hột bí vậy nè. Cái cuối năm vợ anh có bầu. Năm nay anh ăn hột bí tiếp. Chắc cuối năm vợ anh có bầu tiếp á. Hai mà đẻ hoài cho anh. Ê nhái nhái. Nhái mấy con nhìn thấy má đẹp không? Được không? Trời đất ơi mày cười gì mấy con? Thằng góp ý nói thử sao cho má nghe. Chú tía ba em ở nhà ông chê quá trời quá đất. Ông nói không đẹp, ông nói không hợp. Mà má thấy đẹp mà. Tía chê phải rồi má ơi. Trời ơi, má ăn mặc gì đâu lè lè. Ủa, má đi gặp bạn thôi mà. Má làm gì làm quá như vậy. Trời mệt quá, không thèm hỏi tía con mày nữa. Đúng là tía con mày không có mắt thẩm mỹ gì hết trơn. Nhìn đẹp vậy, trẻ gì nó không đẹp. Con người ta làm có buổi trời đó. Thì tôi hỏi nhái chắc ăn hơn. Dạ. Thấy má làm sao? Đẹp đúng không? Con có mắt thẩm mỹ nè. Dạ. Trả lời thiệt đi. Cái bộ đồ thì nhìn thì cũng được. Đó, thấy chưa? Nhưng mà mái tóc nó không có hợp má. Mái tóc nó không có hợp với má, với lại nó cũng không có hợp với bộ đồ luôn. Ủa? Vậy chứ sao hồi sáng hai đứa biểu má đi làm tóc mà. Ê, trời ơi, con chỉ nói má ra tiệm làm tóc là hấp dầu cho tóc nó bóng mượt thôi. Con có kêu má uống tóc đâu. Má nghe lời ai vậy? Thì con Út Dẹo á, nó biểu má làm vậy nè, mới trẻ ra, mới đẹp, mới lạ. Trời ơi, hết chuyện đi ngang lời Út Dẹo. Nó dẹo bà cố. Giờ sao ta? Má. Ừ? Từ giờ nè, cho tới lúc hẹn gặp bạn của má còn lâu không? Còn thời gian. Vậy má ngồi đây chờ con. Con vô thay đồ rồi dẫn má ra tiệm xả lại nha. Má má, bây giờ trong khi chờ đợi á, má về má thay bộ đồ khác đi. Bộ đồ lè lẹt quá. Lè lẹt gì? Nhái nó kêu được mà lè lẹt gì. Với lại tao không về đâu. Gặp tía bậy ông nhai á, tao mệt lắm. Làm gì đi cơ nhón nhón. Trời đất ơi, bị cắt phạm có một ngón mà giờ bà làm gì mà bó hai bàn chân luôn tới ớn vậy? Ừ, chứ không lẽ giờ băng có một chút xíu. Thì băng chút xíu thôi, cái ngón nào bị thương thì băng ngón đó thôi. Không có được. Ừ? Ông biết sao không? Tự nhiên nguyên cái bàn chân á sơn hết chín ngón rồi. Rồi còn cái ngón đau á chừa lại coi sao được. Thành ra tôi phải băng hết. Trời đất ơi, này tôi thấy bà lố à. Này lố lắm luôn á. Thôi lố lố kệ tôi đi. Trời trời, cái tướng mà đi giống như là con chim cánh cụt của trời. Bó tay luôn. Hình như má mày giận tía thiệt phải rồi. Trời, hồi nãy tía sổ một chàng làm má cục hứng. Không giận tía mới sợ. Mà tía nói đúng chứ bộ tía nói sai sao? Kìa, mày nói giận nhưng mà vẫn ngồi búi tóc để đi gặp bạn đó. Ôi tía ơi, má búi tóc là để cho tía vui thôi. Thiệt không à? Nhưng mà nãy nói quá đúng chứ, đâu nói bậy đâu bậy. Đúng thì đúng thiệt, đúng là cái mái tóc đó không hợp với má thiệt. Nhưng mà tại má đi gặp bạn cũ, má muốn đẹp chứ bộ. Nãy nói chung là tía nói hơi nặng quá không? Quá nặng luôn á. Bậy quá. Giờ ta sao ta hối hối hận quá mọi người ơi.
tội nghiệp má quá. Tao phải xin lỗi bà thôi. Chứ gì nữa. Ngon ha? Ngon, con nhận hầu làm nước ngon ghê. Thì cà phê của Hồng lúc nào cũng ngon à. Hỏi nữa. Ôi trời, coi bà uống cà phê, bà uống bà sợ hư bộ móng của bà kìa. Cái dày 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 nè. Trời ơi, có cần tôi giúp không? Biết sao không? Mới sơn chưa có được khô lắm, thành ra sợ nó lem. Nhìn đẹp ghê chứ. Đẹp không chị? Đẹp. Cái chai nước sơn này đó tôi mua hồi năm rồi lần đó nghe. Lựa kỹ lắm mới được cái màu ưng ý vậy nè. Mà chị biết sao? Năm nay hẹn gặp lại bạn cũ mình á, mới lôi ra sơn nè. Mà đẹp không? Đẹp. Còn chị á nha, nãy giờ chói mắt dữ lắm rồi đó. Chói 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 lắm rồi đó nha. Cái mà nó nổ, nó đẹp gì đâu á. Ờ, áo này sao nhuốm mua gửi về đó. Trời ơi, nhìn nó tôn cái làn da của mình lên, nó nổi làn da. Rất hợp với dáng măng đó. Ừ. Đẹp không gì xui? Bữa nay chị xui lộng lẫy hết sức luôn đó ngàn. Đẹp. Chàng ơi, vậy á mà tía con ở nhà chê, nói là tôi mặc không có hợp. Trời ơi. Thôi kệ ông đi. Mấy ông đàn ông mà không có nhìn được cái vẻ đẹp của mấy phụ nữ mình đâu. Mình cứ làm đẹp đi chị xui. Miễn mình đừng làm gì lốt là được rồi. Đúng rồi, giờ hai người cứ việc trưng diện đi, cứ trẻ cứ đẹp là Hồng cũng khoái à. Ủa, ai hình như Lan kìa. Ê, Lan. Lan ơi. Lan, đây là Lan. Vô đây bạn. Ngồi chị. Chào chị. Ôi, chào hai bạn. Khỏe không? Khỏe hết. Khỏe. Uống nước gì em làm luôn. Dạ, cho em ly nước cam nha. Dạ. Chàng ơi, lâu lắm mới gặp lại Lan. Mà nhìn Lan không có thay đổi gì nhiều hết á. Tư Măng nói vậy chứ giả hết trơn rồi. Bạn về chơi có lâu không? Mới đi rồi, tại vì ở trển cũng có việc nhiều lắm. Về hết nguyên gia đình luôn hả Lan? Đúng rồi, một chồng hai con. Tính kêu ông chồng qua đi chơi luôn nè. Nhưng mà ông nói thôi, vợ đi một mình đi, đặng cho gặp bạn bè cho thoải mái. Thiệt á, chồng vậy là cưng Lan dữ lắm luôn đó nghe. Trời ơi, chồng không cưng vợ thì cưng ai? Anh Ba Lích, anh Ba Lích. Qua đây em hỏi cái ơi. Nhìn mặt em ơi, da em bớt sạm chưa? Bớt rồi, đi. Hả? Người gì đâu không có tập gì hết trơn á, vừa mới hỏi chưa kịp ngó nữa. Được rồi. Nhìn lại. Đó, rồi kỹ rồi đó. Ủa, nhưng mà hình như em thấy nó còn sạm á. Chưa được trắng. Anh, chịu khó đi. Nhìn lại một lần nữa, nhìn cho kỹ vô. Xong rồi nói thiệt lòng cho em nghe. Đừng sợ em giận nha. Nhìn kỹ đi. Rồi, anh nói thiệt á. Về đi được chưa? Chưa được. Em còn đang trang điểm chưa xong mà. Trời ơi, giờ còn trang điểm nữa. Em trang điểm từ sáng tới giờ luôn rồi đó. Đi uống cà phê thôi mà. Đó đó, chính vì đi uống cà phê với bạn bè anh đúng không? Bạn bè mừng ăn của anh không à. Thì anh phải cho em chải chuốt một chút xíu chứ. Mà em làm gì là đủ xinh rồi. Em trang điểm xương xương thôi. Em đẹp á là đẹp cho anh đó. Không lẽ nào anh muốn bạn bè anh nói bạn gái của Ba Lích gì mà xấu chứ vậy. Rồi mất mặt anh không? Đúng không? Chọn chút đi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Gần xong rồi mà. Bộ vui lắm mà. Thấy ghét đi mình đây không đi nữa. Anh nghỉ cười rồi. Đi ha. Không sao đâu. Bây giờ em xuống dưới em rửa mặt rồi đi. Xong cái em tô miếng son. Vậy là đủ đẹp rồi. Đẹp thiệt không? Thiệt. Thiệt tình á, mình không ngờ Lan ở thành phố về mà ăn mặc
đơn giản bình thường như vậy á, mình bất ngờ lắm á. Tôi cũng vậy với chị Xôi. Hồi nãy mình trước khi qua đây á, tôi cũng nghĩ là Lan á từ thành phố về chắc có cái gì nó lạ lẫm, nó khác, thành ra ở nhà hình như tôi thấy tôi hơi bị lố. Tôi cũng vậy nè. Cũng đi massage nè, rồi cũng đi spa nè, rồi cũng dưỡng da tóc tai đồ thường xuyên lắm, nhưng mà cái phong cách thì cũng chỉ có như vậy thôi à. Chồng của Lan á là muốn Lan đơn giản như vậy thôi à. Mà hai bà cũng đẹp mà, nếp quê chân chất mộc mạc chắc là chồng cưng lắm phải không? Da của bà Tư đẹp quá ha, mịn màng ghê đó. Bà có bí quyết gì không? Không, đâu có bí quyết gì đâu. Còn Tư Măng nè, tóc vẫn bới như thế á hả? Rồi tóc còn dài tới hông không? Vẫn dài tới hông. Mình vẫn để như vậy từ hồi nào tới giờ luôn á. Tại vì ông nhà mình á, ông thích mái tóc như vậy nè, cho nên mình cứ để nguyên vậy luôn. Thật là ganh tị với hai bà quá. Trời ơi, có gì đâu mà ghen tị không biết nữa. Mà nhìn bà cũng đẹp quá trời nè, da bà cũng mịn quá chừng quá đất luôn mà. Đúng rồi đó, với lại tóc Lan cũng đẹp nữa nè. Trời ơi, nói vậy chứ bên ngoài không phải vậy đâu nha, nó bị sạm hết rồi. Tại vì ở trên đó đó mình đó mỹ phẩm nè, rồi nắng bụi nè, cho nên nó làm cho da hư hết rồi. Lan ước là được như ngày xưa đó, mình không có dùng mỹ phẩm nhiều, để cho làn da nó được tự nhiên, nó đẹp hơn. Alo. Dạ, dạ em biết rồi, em về liền. Anh chờ em chút xíu nha. Dạ. Thôi chắc mình phải về thôi bạn ơi. Bên nhà có việc rồi. Năm mới chúc hai bạn được nhiều hạnh phúc nha. Cảm ơn Lan nha. Mình cũng chúc Lan và gia đình nhiều sức khỏe. Còn Lan thì mãi đẹp như vậy nha. Mình cũng vậy. Thôi bạn về ha. Có dịp mình gặp lại nha. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Mình về ha. Lan về nha. Dạ. Tôi với bà là lú. Ui. Xin lung linh luôn. Mai mốt á đi đám hay trang điểm kỹ. Còn bình thường vậy là anh đủ sai rồi. Mai nhảy ăn cơm nè. Mai nhảy. Cơm. Trời ơi, sao mà nó sưng mà nó nhức quá trời nè. Tôi đã nói rồi, đừng có sơn hết làm cái gì. Đây không khéo rồi mà muốn thành tật cho coi. Thì tại tôi cũng muốn làm đẹp để đi gặp bạn bè mấy chị em. Ai dè đâu mà nó sưng quá trời mà nó nhức. Đẹp đâu phải nhất thiết là phải sơn hết vẽ chân vẽ móng đâu. Chỉ cần gọn sạch là đẹp rồi. Chứ không phải mấy ông hay thích phụ nữ đẹp hả? Nè, ai làm sao tôi không biết. Đối với tôi, tôi chỉ thích bà như cũ thôi. Thấy không? Lớn tuổi rồi. Ai đâu mà tính toán bả chuyện đó làm gì? Gì nhìn vậy? Đó là ông nói đó nghe. Tôi nói. Tư ếch này nói chứ sao? Thôi, ngồi yên đó đi. Tôi xuống tôi lấy nước muối á. Tôi ấy cho để chân mấy nó nhiễm trùng. Nhìn thấy trẻ đẹp ghê ha. Bạn lâu năm rồi. Trẻ đẹp. Nhưng mà tụi mình cũng đâu có thua gì. Thiệt không? Chứ
còn gì nữa. Nhìn coi, nhìn mình hơi quê quê chứ bộ duyên lắm rồi nha. Duyên thiệt hả? Đúng rồi đó chị Xui. Tụi mình á là nét đẹp miệt vườn mà. Ờ. Sau lưng mà nhìn tới thiệt y như gái 18. Mà tóc từ hồi xưa tới giờ thiệt tình nó đẹp sao đâu nha. Thiệt không đó? Trời đất ơi, nó gạt bà chứ nè. Y như cái thời mà tôi với bà mới yêu nhau. Mái tóc mà này đủ thiệt nha, mà đi thi một cái là giải nhất nắm trong tay luôn. Không, đẹp thiệt bà. Cái này là chăm sóc dữ lắm mới được vậy đó nghe. Tôi biết ông thích cho nên tôi chăm sóc kỹ lắm. Bởi vì tôi yêu bà chỗ đó đó. Biết tôi thích cái gì cái bà làm ngay ý tôi. Thôi kệ, vậy vẫn còn duyên. Bà còn giận tôi hả? Đâu có. Sao không có? Tự nhiên ra đây ngồi một mình buồn hiu. Cái chuyện hồi sáng á, tôi xin lỗi bà. Tôi cũng không có cố ý làm cho bà bị tổn thương đâu. Tôi biết bà muốn hãnh diện với bạn bè, tôi cũng muốn cho bà được vui. Bà cứ đi gội đầu, đi massage, muốn làm gì đó làm. Nhưng bà đừng có thay đổi ngoại hình của bà giùm tôi. Thiệt tình trong mắt của tôi á, mấy chục năm nay tôi chỉ nhìn bà tóc búi vậy đó, mặc bộ đồ bà ba là tôi vừa ý. Mà bà thay đổi kiểu khác thì tôi thấy tôi không vui. Tôi lỡ lời thì tôi nói vậy thôi. Cũng biết nịnh dữ hen. Không phải nịnh, nhưng bà ở với tôi mấy chục năm mà biết rồi đó. Tôi thật thà chất phác, có sao nói vậy. Ở cái xứ Sẹo Lá này từ xưa tới giờ đó, không có ai qua nổi cái nét phúc hậu đầm thắm của bà. Cho nên nó đẹp từ bên trong nó đẹp ra. Nó đẹp ai cũng phải nể. Tặng bà đó. Gì vậy? Mở ra coi. Rau răm ở dưới, cá mòi ở trên. Chàng ơi, trời ơi, đôi bông ngọc trai đẹp quá à. Tôi biết bà thích đôi bông ngọc trai, thành thử tôi tìm khắp nơi á mới có được đôi bông đẹp vậy đó. Măng lúc nào cũng vẫn là măng mà. Buồn không biết đi uống cà phê hả? Không biết đi đánh cờ à? Vậy tôi hết lo rồi. Còn chuyện cơm nước á thì tôi có nói với bãi cò rồi. Nó ăn gì thì nó nấu rồi nó xách cà mên qua cho ông luôn. Khỏi đi. Tôi muốn ăn gì tôi tự tôi đi chợ tự tôi nấu cho ăn. Còn bãi cò nấu dở ẹt. Vậy là tự làm được phải không? Vậy là chuyến này đi chơi thoải mái rồi đó. Tôi nghe nè. Đi chớ đi liền, ra liền nè. Nghe chờ chút, ra liền. Trời ơi, được đi chơi cái như chim sổ lồng á. Mặt mày hí ha hí ẩn nè. Ở nhà đừng uống cà phê nhiều nghe không. Nói vậy chứ đi lẹ lẹ về đó nghe. Biết rồi. Đi cũng buồn chứ. Thôi, uống cà phê. Cho ly cà phê của Hồng ơi. Dạ. Mời anh hai. Trời, cảm ơn. Ủa, anh hai không đi chùa với chị hai hả? Bà đâu rủ đâu đi. Ờ,
chắc là chị tính đi với chị em phụ nữ thôi, cho nên không rủ anh á. Đâu biết đâu. Có mà còn khỏe nè, ở nhà sướng. Bả đi á, không ai lại nhảy bên tai. Ở nhà đi chơi đã luôn, thoải mái, khỏi ai hỏi đi đâu á. Vậy chứ, nay mời á, nhớ rồi nghe. Còn khuya tôi mới nhớ. Chị chim quyên ăn trái nhàn lòng, mà lìa thiê quen chầu vợ chồng quen ơi. Ta nói bà mà đi chùa rồi cái nhà đó yên tĩnh gì đâu luôn anh xui. Vậy là ở bển hai cái lỗ tai anh cũng bị tra tấn như lắm hả? Đó, nói tôi ngày sang đêm riết cái bằng nhĩ nó muốn chay luôn vậy đó. Vậy chị xui á, bà cũng đâu có thua gì bà nhà tôi đâu. Thì bởi vậy khi mà nghe bà đi chùa cái là tôi giơ hai tay ủng hộ liền. Vậy bên đây cũng vậy hả? Vậy tôi với anh á cùng chung cảnh ngộ nha. Đúng rồi. Nói gì mà không nghĩ mệt mà. Dạ. Anh xui đi rồi phải không? Giờ đi rồi. Dạ. À. Chiêu tương bắt xe. Sao tiếp? Bộ vợ con làm đồ ăn không vừa miệng tí hả? Nói chung thì hơi mặn. Lần sau cứ nấu lạc lạc lên chút. Má mày á, mà kho thịt này hết ý luôn đó. Mai tí định ăn gì để nói vợ nấu ăn? Thôi, vợ mày có bầu có bì, nấu lu bu lắm, ăn đơn giản được rồi. Dạ. Nè, dặn nó làm ba cái khổ qua dùng thịt á. Dạ. Với vịt xiêm kho gừng, với chả cá thắt lát chiên. Dạ. Đơn giản nghe ra. Dạ, đơn giản. Nhưng mà nghe ta dặn nè. Dặn nó đó, cái khổ qua nó dùng thịt đó, bằm thịt cho nó nhuyễn, dồn vô, đừng có luộc trước nha, nấu nước cho sôi, bỏ vô liền. Ăn nó có nhẫn nhẫn nó mới ngon, nó mới ra khổ qua, phải không? Dạ. Vịt xiêm á, kho gừng á, phải kho cho nó mềm nha. Thì tía lớn tuổi rồi, răng cỏ nó cũng yếu. Dạ. Ăn cho nó mềm. Dạ. Cái chả cá thắt lát á, bà đánh nè, đánh quyết liệt, đánh cho lâu, nó mới dai được. Ừ, rồi nó dắt cục rồi. Chiên cho già. Dạ. Ha. Dạ. Để về nói vợ con. Ừ, tao nói mấy cái món đó mà má mày nấu ăn một cách tao nhức nách luôn. Ngon lắm, má mày nấu là không có chê được cái chỗ nào. Bộ tí nhớ má hay sao, nãy giờ tí nói chuyện con câu nào là nghe nhắc tới má câu đó à? Ủa? Mắt gì tao nhớ bả? Chứ gì nữa, tí nói một câu là tí nhắc má một câu, tí nói 9 câu là nhắc má hết 10 lần luôn á. Ủa có hả? Có. Không đâu, ý tí muốn nói đó, dặn con nó con gì con dặn vợ con vậy đó. Nấu y như má. Nấu y như tao dặn vậy đó. Nghe không? Dạ. Mày nói nhiều quá thì giống má. Má tao là bám sóc bóng nó nhiều lắm. Ê nội con cái gì? Nội mày. Tía, vợ con có nấu chè đem qua cho tía nè. Để đi xúc bà. Ủa tía, tía có sao không? Xong thấy tía bơ phở vậy? Có sao đâu. Trời ơi, nóng quá trời rồi, nóng rồi nè tía. Nóng rồi, nóng. Chút tôi ngủ giấc hết rồi. Thôi, bây giờ con chở tía đi bác sĩ nha. Ra tiệm thuốc Tây mua tiếng liệu thuốc cảm. Tám ơi, tía bệnh rồi. Tía ngồi đi để con chia thuốc cho tía uống nha. Ừ, để đi đi chút uống. Mới về mệt quá. Cái thằng Bảy này á,
dặn nó rồi nha. Tía bị cảm có gì đâu, đừng có điện cho con hay. Một hai nó cũng điện, nó kêu con về cho bằng được. Bị gì anh điện thoại cho con, anh nói tía bệnh mà tía không chịu đi bác sĩ khám, cho nên con mới lật đật về đây dẫn tía đi đây nè. Về gấp gì, công việc chỉnh có sắp xếp gì được chưa? Không sao đâu tía, con sắp xếp được mà. Quan trọng bây giờ là lo sức khỏe cho tía nè. Tía có gì đâu, còn ba cái cảm sơ sơ này. Nhưng mà con thấy tía ở nhà có một mình vậy, con không có yên tâm. Có vợ chồng anh Bảy mày nó cũng tới lưu đi chứ, mình đâu mà một mình. Anh Bảy thì lo chuyện đồng án, đâu có thời gian đâu tía. Còn chị Bảy thì bầu bì đi đứng khó khăn nữa. Má mày á, bà đi cũng đúng lúc ghê nha. Bà ở nhà, tao mạnh như trâu. Bà vừa ra khỏi nhà, ngã cái bịch liền. Vậy là con biết rồi. Phải à, tía thiếu thời má, chứ tao đâu có bệnh hoạn gì đâu phải không? Tao nghĩ vậy á. Thiếu cái gì đó. Tía. Ồ, anh chị Bảy. Em ngồi. Tía khám bệnh về rồi hả? Dạ. Về. Tía bị sao vậy tao? Tía không có sao hết trơn á. Bác sĩ nói tía chị bị cảm thôi à. Rồi tía uống thuốc cho vậy. Mở khám vậy chút uống. Tía, con có nấu cháo thịt bằm cho tía nè, để con múc cho tía ăn nha. Để đi con, tía chưa đói, giờ nào tía đói tía ăn. Dạ. Vậy Tám. Dạ. Vậy chút nữa tía có muốn ăn á, thì chú nhớ xuống hầm cho nóng cho tía ăn nghe không? Dạ, em biết rồi chị, để chút em làm. Con cũng bầu bì rồi, hạn chế qua bên đây nghe. Lỡ ba cái cảm này của tía nó lây thì sao? Tía đừng có lo, còn khỏe re à. Trời đất ơi. Bảy. Dạ. Dẫn vợ con về đi. Dạ. Ông về em. Tám. Dạ. Chăm sóc tía đàng hoàng chưa? Em biết rồi. Tía nhớ ăn cháo uống thuốc nghe. Biết rồi. Dạ thôi tía con về. Tía về. Về đi con. Còn Tám coi công việc ở trên sao, còn không rồi đi về chỉnh đi con. Chứ thì tía ở mình được không có sao đâu. Đâu có được đâu tía. Con phải ở đây với tía. Chừng nào má về đi, con đi cũng được mà. Đi chơi không bao giờ điện thoại về thăm chồng tía. Có bà ở nhà, bà càm ràm tối ngày riết, rồi nghe nó cũng quen. Giờ không có bà ở nhà, nhà cửa nó vắng tanh. Alo. Cà phê đến xuôi. Ồ, bữa nay nghỉ bữa xuôi. Ủa sao vậy? Bữa nay long thể bất an. Ủa anh bệnh đau sao nói tôi biết tôi qua thăm. Ủa khỏi, cảm sơ sơ à. Khỏe hú tôi hen. Để thôi nha. Nó vợ chồng sống chung nhau quen. Nói gì chứ giờ vắng bá, buồn, nhớ, chịu không nổi. Biết rồi con không muốn đi đâu. À, u mình buồn rồi. Anh Tư. Ừ. Cà phê nè. Ủa sao rồi, anh hai chừng nào tới? Bệnh rồi, không có ra được. Bệnh sao? Thì ai biết cái bệnh, nói bệnh nghe biết bệnh thôi. Cái này gọi là mình cảm. Cảm? Cảm mạo, thương nè. Còn anh, chị Tư đi có nhớ không? Trời đất ơi, bà đi chơi chứ mà cái hồn vía bà ở nhà. Là sao? Có nghĩa là bà đi đó, bà đi chơi xa nhưng mà bà gọi điện thoại về một ngày cả chục lần luôn. Tôi còn mệt hơn nữa. Trời ơi, đó là phụ nữ, vợ thương chồng, lo lắng cho chồng, nhớ chồng thì gọi điện là phải rồi. Chứ người ta không gọi, cái đấy ủa sao không gọi, bắt đầu nói mấy ông là vậy. Thì ai không biết thương chồng, nhưng mà cái thương phải cho đúng cách. Cái thương mà kiểu như mà giống khủng bố, cái gọi liên tục, ai mà chịu được, đúng không? Nè,
chuông reo nè, nè nè nè. Nữa hả? Mới nhất. Đổi liền. Alo, tôi nghe nè bà. Tía, tía. Tía đi đâu tía? Ừ, tính lội ra ngoài cho nó sảng khoái chút, nằm riết mệt quá con ơi. Đâu có được. Tía xuống ghế ngồi đi. Tía đường bệnh mà đi ra ngoài sao được mà ra. Tính đi ra một chút, lội vòng vòng coi mấy cái cây coi sao. Không có được. Tía mà ra ngoài là gió lắm, bệnh nữa bây giờ. Tía ở trong nhà nghỉ cho khỏe, rồi bữa nữa là tính. Nằm riết nó cũng mệt quá con ơi. Thiệt tình á. Nè, tía uống miếng nước nè. Để cho tía đi. Nè tía. Còn nấu cháo cá lóc nè. Lát nữa tía nhớ ăn nha. Cháo nữa hả? Dạ. Bệnh là mình phải ăn cháo cho nó mau lành với tía. Trời ơi, ăn cháo hoài rất ngán quá con ơi. Hôm mai nấu cơm ăn đi. Vậy chứ tía thích ăn cơm với cái gì? Nấu cơm nấu nhão nhão chút. Rồi thịt, kho tiêu. Rồi bỏ tiêu nhiều, rồi bỏ ớt, bỏ hành vô ha. Ừ, vậy đi. Chị Bảy mới qua. Ừ, Tám. Dạ. Chị đừng nói cháo nữa nha. Gì vậy? Dạ. Cái này là con pha nước nóng, dắt khăn để lau mình cho tía nè. Để đi chút tía lau. Giờ tía lau liền đi, để cho kịp ấm tía. Ờ, để đi, để đi chút tao tắm luôn. Bệnh mà sao tắm được tía? Thôi đâu có được tía. Tắm bệnh, tắm là trúng nước á, nguy hiểm lắm. Lau mình được rồi. Để chút tao lau. Ờ, vậy thôi con đi về nghe tía. Ừ, về đi con. Dạ, ngày mai con đem thịt kho tiêu cho tía nha. Ừ. Tía con về, chị về nghe tía. Cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn chị. Ừ. Không lao cho tía nha. Ờ, à, được rồi. Ôi trời đất ơi, còn nóng quá. Ôi chết. Nóng hả tía? Nóng lắm. Vậy để con vô con lấy nước lạnh con pha lại cho nguội nha. Thôi thôi thôi, khỏi. Để đi đi. Chút nguội tía lao. Mấy bữa nay đồ ăn có chị nấu, tía ăn được muỗng thì tía ngưng luôn. Vậy hả? Chắc tại chị nấu ăn không hợp khẩu vị với tía. Em nói chị đừng giận nha. Tía chỉ ăn được đồ ăn của má nấu thôi à. Chỉ có má mới hiểu được khẩu vị của tía. Ủa anh, anh đem cơm qua cho tía ớt chưa? Rồi em, tía cũng ăn hết luôn rồi. Anh chị, em thấy bây giờ mình gọi điện thoại kêu má về đi. Thôi, má đương đi chơi. Điện thoại má, má biết, má lo sao? Đúng rồi đó Tám, cứ để cho má đi chơi vui vẻ đi. Bởi vì em thấy tía không có bệnh hoạn gì đâu. Tía nhớ má. Kệ đi. Như vậy tía mới thấm cái cảnh những lúc mà không có má như thế nào. Mà em thấy vắng má ở nhà vậy nè, em mới hiểu được cái cảnh má cực khổ như thế nào. Thôi, vậy mấy ngày này em thấy Tư là có đó. Ông Tư, ông Tư bị gì vậy cô? Trời ơi, đây nè, coi nè. Coi đi. Cái sổ nợ á, anh ghi á, dài còn hơn cái số tao quân đó. Trời đất á, uống cà phê gì mà dữ thần vậy? Ảnh á, một ngày uống á, gần á, cả chục bận luôn á. Trời ơi, trời đất ơi. Cũng may ông hai nhà tôi á, ổng uống cà phê có cử lắm. Mà bữa giờ anh hai đâu qua bên em đâu, không thấy mặt mũi đâu hết trơn á. Ủa, gì kỳ vậy? Thường á là ổng nghiền cà phê lắm mà. Ảnh bệnh nặng lắm á chị. Hả, cái gì? Bệnh hả? Ờ. Chị Xui, chị Xui. Ủa, chị Tư, rồi tiền cà phê này ai trả? Ai uống cô đòi người đó đi. Trời đất ơi, vậy mà cũng hỏi à. Là mừng hụt. Mới bệnh có mấy bữa
xuống sức quá trời, xuống không hay, cầm bình trà cũng rung tay cho mới chơi. Trời, sao rồi hả? Trời ơi, chết rồi, sao vậy nè? Sao mà đi về mới tới đầu ngõ là thấy bà Hồng, bà nói ông bệnh dữ lắm hả? Trời, bệnh thì sao không vô buồng nằm mà ngồi đây? Đi, đi vô. Ngồi đây tôi trông bà, tôi trông bà cũng như là hòn giọng phu vậy đó. Trông cái gì mà trông, tôi về rồi nè. Đi, đi vô buồng. Đi không có nổi. Tình ơi, giờ sao đây? Rồi sao không có đứa nào ở nhà hết trơn hết trọi vậy nè? Đi đây nè, tôi đỡ vô. Đi. Chết đi sống lại mà, đi gì nói. Trời ơi, cái gì mà chết đi sống lại? Nói gỡ không à? Ta nói 17 bẻ gãy sừng trâu. Biết nói 17 bẻ gãy sừng trâu hả? Ông biết là ông gấp mấy lần cái 17 đó rồi không? 3 lần mấy chứ nhiêu. Đó, 3 lần mấy đó. Chứ bộ tưởng mình còn trẻ lắm hả? Không biết giữ gìn sức khỏe gì hết à? Giữ gì, dùng cái bệnh ập tới giữ gì nổi. Dạ, má mới về. 8 sao ở nhà để tía bệnh vậy nè? Con thấy này tía mạnh rồi mà má. Mạnh cái gì mà mạnh? Nè coi nè, trời ơi mặt mày nè xanh sao, tao nói ốm nhôm ốm nhách vậy đi mà mạnh cái gì mà mạnh? Thiệt mà sao con cái mà vô tâm quá trời hà. Nếu mà má nói tụi con vô tâm á thì bây giờ má về rồi nè, má lo cho tía đi. Phải rồi, bà ở nhà bà lo cho tôi đi. Con chăm cha sao bằng bà chăm ông được. Ờ, trời ơi, tôi nói đi mới có mấy ngày mà về coi kìa, mặt mày nè sơ xác hết trơn, xanh lè xanh lét vậy đây nè. Rồi có ăn uống gì chưa? Có ăn uống gì nổi đâu. Thiệt tội nghiệp ghê không. Để tôi đi nấu cơm cái đã. Thiệt tình. Ăn uống không có nổi đâu. Không ăn nổi cũng phải ăn, ráng nghe chưa. Tôi nấu món ngon cho mà ăn, hiểu không? Ờ, bà đi tắm đi. Rửa gì lo nấu ăn đây nè. Cơm nước gì ăn nổi. Ở đây chưa? Vô rồi tiếp. Ăn cam đi. Cam có vitamin C nhiều lắm á. Ăn cho nó khỏe. Ngọt không? Ngọt liệm. Măng ngọt, cái gì cũng ngọt. Khéo miệng ghê luôn á nghe. Dạo này học ai mà ta nói biết nói nịnh vợ quá hen. Dẻo miệng ghê. Học đâu ạ? Cần gì phải học. Tự tôi nghiên cứu chứ. Tự tôi suy nghĩ, tôi nghiên cứu chứ. Mất gì phải học ra. Vợ mình không biết ngượng miệng luôn á trời. Ngượng gì? Vợ mình minh định có gì đâu ngượng miệng. À không ra tôi đút muối coi. À bấm cái coi. Mama à. Ủa kỳ quá. Kỳ gì? À. Ngon không? Ngon không? Ngon. Mẹ ơi, chua vậy sao kêu ngọt? Ngọt tận đáy lòng đó. Ngọt như đường cát, mát như đường phèn đó. Ngọt. Ngọt quá trời ngọt. Ngọt chảy nước mắt rồi ha, xúc động. Vì không thắt dây an toàn ghế phụ. Là sao? Con hỏi chú nè. Hồi đó giờ á, chỉ có bác tài người ta mới thắt dây an toàn thôi. Còn người ngồi sau đâu thắt đâu đúng không? Để tôi nhớ coi. Anh Hình không á? Dạ, thì đó, bị quen rồi. Vậy quen á hả? Dạ. Mà chú nghe dạo gần đây hình như có ra quy định mới căng thẳng lắm phải không? Dạ. Như không bị phạt hết cả chai. Trời, đứt từng đoạn ruột luôn. Dữ thân ông vậy hả? Dạ, bây giờ phạt nặng lắm chú ơi. Thôi ơi, chú bà cảm ơn con nha. Làm gì cảm ơn con? Nhờ bay mất 1 triệu mà tao học được bài học. Mai mốt ra đường tao thắt dây an toàn cái phụ, rồi tao mất 1 triệu quan mạng bay. Ơi,
con cháu bị xui vậy mà chú ba học bài học hả? Ừ, của ai nó giữ chứ. Nhưng mà con đâu có cam tâm đâu, con mới qua hỏi bác hai. Rồi anh hai nói sao? Bác hai mới nói như vậy. Này đúng rồi, chứ quan ngất gì nữa đâu. Thì đóng phạt cho anh ta đi mày ơi. Chứ đó giờ con cứ nghĩ là bác tài mới thắt dây an toàn thôi, còn mình ngồi sau sao thắt. Ủa đâu mày nghĩ ra đó vậy? Mày thấy cái chiếc xe người ta sẵn xiết chiếc xe ra không? Chỗ nào người ta cũng có dây an toàn hết á. Mày bước lên xe mày dòm thấy người ta sản xuất cái dây ra là để mày thắt vô đó, cái dây an toàn đó. Chứ không lẽ gắn cái dây vô để làm mẫu chơi, đúng không? Tại vì mình á không có chú ý tới cái chuyện đó. Mình tưởng leo lên cái ngồi cái không thắt dây chứ. Tao phạt phải rồi. Nếu mà lên xe đó, rút kinh nghiệm lên xe gặp dây là cứ thắt vô, đúng không? Còn nếu mà thấy cái cọng dây mà nó treo trên mua mà lòng thòng xuống á, đừng có thòng cổ vô nha, thòng cổ vô đi luôn à. Thái chọc quá hoài à. Tự nhiên mắc gần cả chai. Ủa sao tự nhiên được? Mày sai luật người ta mới phạt chứ đâu tự nhiên cảnh sát ta kêu mày lên tao phạt đồng bậy bạ đằng cho mày thưa ta hả? Tao quy định thắt dây, mày không thắt dây thì tao phạt. Chứ sao tự nhiên được? Mà đau bác hai ơi, đồng tiền liền khúc ruột mà. Phải đau chứ, phải đau, mất gần cả triệu mà. Nhưng mà đau để nhớ. Nhưng mà con lại không cam tâm nữa. Rồi mày làm gì? Con mới qua hỏi chú Tư hết. Trời đất ơi, mày tính đem mày cao con cá này hắt khắp số này luôn ha. Chứ làm sao? Rồi ảnh nói sao? Trời ơi, mày đứt từng đoạn ruột là phải rồi. Tao nghĩ lần đầu phải không, dù nhắc nhở hoặc là phạt cảnh cáo thôi, phải không? Rồi lần sau thì hẳn phạt. Nhưng mà phạt cái gì là cũng nặng lắm á. Chà, hai ông này xui với nhau mà tư tưởng không có xui ha. Mỗi người ý à, thấy hai ông xuống xuồng, mỗi ông cái dầm bơi dám tét cái xuồng đó mà. Nào giờ á, chú Tư với bác hai nói ra vài câu là cãi lộn mà. Nào ngài, nghịch ghê lắm như mặt trời mặt trăng á. Tao nè, bởi đời là trung tâm hòa giải chứ ai. Không có tao làm gì hai ông người xui được. Làm gì còn gấp được nhái, làm gì có cháu ẩm bồng. Trời vậy đó hả? Tao không á, ý, sao hai chả đi chung nhau cả? Ui, có bác hai đây, sẵn còn hỏi cái vụ hòa giải luôn. Ờ, ê, thôi thôi thôi, mày hỏi lắm mày hòa giải tao với ổng bây giờ á. Vậy đây. Dạ nói. Dạ dạ. Tư. Ừ. Dạ. Có mặt đông đủ quá ha. Uống cà phê con kêu luôn ha. Cô Hồng ơi, cho hai ly cà phê. Ủa mày đi đóng phạt chưa còn ngồi đây? Dạ đóng rồi bác hai. Đúng rồi mày ơi, trước cũng đóng sau cũng đóng. Đóng rồi cho nó khỏe. Phải nghiêm chỉnh chấp hành nghe chưa? Mà phạt nặng quá chú ơi. Nặng gì mà nặng, tao thấy vậy còn nhẹ đó. Gì? Ngày qua chú Tư nói con khác mà. Ừ, hôm qua tao nói khác. Nhưng mà hôm nay tao thấy là anh Xu tao nói đúng. Đúng không? Hả? Cho nên là phải phạt vậy, cho tao bay chừa. Trời, ngày qua chú Tư còn nói cái lỗi này là chỉ cảnh cáo thôi. Ừ. Theo tao đó, thì cái tội đó cảnh cáo là vừa. Lần sau phạt nặng chút nữa. Hả? Ngày qua bác hai cũng nói khác mà, sao giờ tự nhiên nói ngược lại vậy? Luật nào ra mà không có tranh cãi, không có hai luồng ý kiến con. Nhưng mà tóm lại là nghiêm chỉnh chấp hành. Ủa sao dạo gài kỳ ta? Trước giờ sáng sáng á, anh hai gọi điện uống trà quýnh cờ xế xế, anh Tư gọi uống cà phê, sao giờ em gu bà gụ cả? Đó bây giờ tụi đi tên Xu đi đi. À, xong chưa? Rồi. Ơi, nhậu đỡ xe nghe coi. À. Tích. Tư, anh hai ăn xe, anh bọn xe anh chưa tắm hả? Đang quê nghe. Ủa, mày lấy đi rửa làm tao luôn đi. Ăn con xe tôi phải không? Tao bây giờ tới tôi hen. Bây giờ tôi lên mã. Đây coi. Ôi, bậy, con này yếu liền. Đây nè, nắc chốt lên nè. Nó kệ tao. Mày rảnh quá. Cái này mới tao thích đi con này nè, là tao đi con này. Đó. Mày ngồi đó mày coi thôi. Rồi. Mỏ mày khớp lại đi. Đi con này. Ê,
non cờ quýnh nó xui ra mình phải ngang ngửa xui nha. Anh quýnh con này anh hở sườn anh hai trọt nách ra không xỉu chết liền. Đi con này nè, con này. Ê coi thôi nghe, câm họng lại nghe, mai cái mỏ lại nghe. Đúng là cái vụ cờ này cũng hơi khó giải thích á. Ngồi ở ngoài á nó ngứa tay ngứa miệng ghê lắm, bị cái đầu mình nó sáng hơn cái đầu ở trong. Ừ đúng rồi, đầu mày sáng lắm. Mày nay u quẩn gì qua sớm hả? Thì tuổi em giờ không quẩn rồi, có không lên liệt xuống rồi đâu mà mừng. Đúng rồi, có chuyện làm để nhà phụ với vợ đi. Ui ba, chuyện nhà vợ em thổi cái xong hơi đâu cần sức lao động quá. Sao mà tự nhiên nay qua đây ngồi coi tôi đánh cờ hả? Rảnh quá ra còn coi đánh cờ, tính gỗ hai anh đi uống cà phê. Không quýnh gì lâu quá. Thôi mày đi trước đi, mày đi uống anh đi, mày rảnh đi uống đi. Đánh lâu lắm à. Lâu là bao lâu, chừng nào? Tới chiều. Trời đất ơi, còn khoảng bao nhiêu gián nữa? Cả chục gián nữa. Ôi quýnh một nước ngậm ba nước, một nước đi nửa tiếng đồng hồ. Đợi hai anh mà quýnh tới 10 gián, dám tới chiều thiệt lắm à. Chiều uống liều phê mất ngủ tới sáng luôn á. Đi đi đi. Thôi được rồi, vậy kiếu à, để ngồi đây lát á, tăng kể lắm. Ủa tăng kể là gì vậy? Là tê cẳng á. Ừ, tê cẳng còn đỡ à. Ngồi đây nói tới nó luôn hồi phò mũ á. Phò mũ cho em có khăn đâu cần mũ đâu. Phò mũ là phù mỏ. Tiễn được cái dòng này đi mừng hết sức. Mà mấy bữa nay chú có gặp bác Hai với chú Tư không? Mới gặp hồi trưa rồi chứ đâu. Rủ hai chả uống cà phê. Hai ổng quýnh cờ. Mà đi một con cờ ngâm ba nước. Ngẫm nghỉ nửa tiếng điên con. Quýnh ăn chơi mà như quýnh ăn đất ăn vàng vậy đó. Quýnh 10 gián chắc tới tối. Nên tao ra tao uống luôn nè. Cặp này á xui da thượng hòa lắm. Bày biết một bà bên biết hai. Bà biết sao được thượng hòa vậy không? Tao chứ ai. Trưởng ban hòa giải là chứ ai. Vậy hả? Trời đất ơi, không có lời ra tiếng vào của tao hai chả đâu thuận đường vậy. Không có lời lẽ của tao á, thằng cò làm gì nó gấp được nhá. Câu này con nghe quen quen nè. Ừ, tao là chùm rồi. Thôi mới về bây ơi, chúng để thêm ba bây trong. Tao thêm ba bây giờ giống như là báo giận. À, tao đi chút qua sợ mòn, mới kêu về liền nha. Dạ. Đi tính tiền. Đi ngoại tính luôn dạ. Ủa? Ui, trong người mà không tí cà phê chịu không có nổi vậy anh xui. Làm gì làm, ngày cũng phải có miếng cà phê trong người nó mới tỉnh được. Trời đất ơi, thấy chưa? Ôm 10 gián cờ tới đổ đèn mới ra quán uống kìa, thấy chưa? Ủa hai anh đi đâu hả? Dạ. Cà phê. Thì sao chưa em ngủ đi bây giờ đi? Ủa chưa có thèm, bây giờ thèm đi nè. Thì giờ uống nè, uống xong rồi hả? Về chú ba. Xong về đi. Cho hai ly cà phê của Hồng ơi. Ủa còn em này kia mà chỉ có hai ly. Thôi không vui đâu. Chà, hai má con bà đi chợ kiểu gì mà giờ chưa thấy về vậy cả. Ủa? Dạ, tiếp dạ. Về. Ông. Về rồi hả? Dạ. Ủa? Hai má con đi chợ gì mà cả buổi mới về luôn vậy? Đi chợ á, thì phải lựa cho kỹ mới mua chứ. Đẻ ra hốt đại gì sao mà mau với lâu. Không, tí. Cái này là tại con á. Đáng lẽ là đi chợ gì rồi mà tự dưng con lợi con mua thêm mấy bộ đồ bầu nữa nên về hơi trễ. Tí coi nè, con mới mua một bộ đồ đẹp ơi là đẹp luôn. Tí coi đẹp không tí? Nè. Có ren nè tí, nhìn nó xịt tai tí ha. Đẹp, nhưng mà hồi tí nghĩ bầu bì mà muốn chi cho nhiều. Con bận đây vài bữa nữa là con sanh rồi đâu có bận được nữa đâu. Bầu bì đâu còn sửa soạn làm gì mà mua chi tốn tiền chứ con. Ai nói? Bầu thì bầu chứ. Ai nói với ông là không cho bầu sửa soạn. Có bầu cũng phải bận sao cho nó đẹp nè. Trời đất ơi, bà không nghe ông bà ta nói rồi. Hả, mẹ mà xề xòa thì đẻ con đẹp. Con á, mẹ mà sửa soạn quá đẻ con mất duyên. Không. Con khẳng định xấu hay đẹp á là tại vì do gen di truyền chứ tí. Chứ đâu phải là bận đồ đẹp là con xấu đâu. Sao mệt quá. Tôi nói gì cũng cãi ta, tôi biết tôi nói mà cứ cãi là sao ta? Tại á, ý của ông á khác người quá mà. Nói ra không cho người ta cãi. Mà tí. Cái vụ mua đồ này á là không phải tại con nha. Ủa? Dạ. Mà càng không phải tại má luôn. Tí chồng con kêu con đi mua á tí. Anh xui kêu. Dạ.
Bởi vì tía chồng con thấy con suốt ngày bận qua bận lại có mấy bộ đồ à, nên kêu con đi mua thêm. Đó, ông thấy đó, tía chồng á mà còn biết nghĩ biết lo cho con gái mình. Còn ông, nói ra cái là ông cản, nói ra cái là ông cản hả? Tôi đâu có cản, nhưng mà tôi nói nghe ông nghe thôi, thấy không? À thôi, con mua thì mua cũng được, không sao. Mua đi rồi có thêm nhiều cái thay qua thay lại. Vậy là tía chịu ra tía. Ừ, mua đi, có gì tía đưa tiền cho mua thêm. Trời ơi, nay phóng khoáng dữ ta. Dạ, con cảm ơn tía. Chà, mới tức thì đây à, ai nói này nói nọ, giờ cái thay đổi thái độ 180 độ vậy cả. Kệ tôi. Bởi vì ông đúng là mưa nắng bất thường. Thôi, má vô má nấu cơm. Kệ tôi mưa nắng bất thường kệ tôi. Tại vì tôi thương con gái tôi vậy thôi. Con cảm ơn tía. Chưa tàn cuộc sao sân ca đành đoạn bỏ đi đâu. Hãy ở lại đây uống vài chung rượu rồi sáng mai đây mỗi đứa một phương. Trời có gì vướng bận nhau đâu. Hãy đến với nhau đêm này buổi đầu tiên. Ủa anh Hồ Ngọc Phước Lộc bonsai. Ủa này cán bộ ở đâu vậy? Chào chú ba. Dạ. Anh đi đưa thông báo cho bà con. Ủa thông báo gì em coi với. Đây là thông báo mới. Sắp tới đây có tổ chức nông dân đa tài của các xã. Chú ba coi xong rồi nhớ đăng ký tham gia nha. Dạ. Trong này yêu cầu hai thành viên một đội là hai người đó anh. Đúng rồi. Em đăng ký đội được không? Chú ba phải kiếm thêm một người nữa nha. Kiếm ai bây giờ ta? Trên 18 tuổi là đủ điều kiện để đăng ký tham gia rồi. Trên 18 tuổi là được rồi hả? Đúng rồi. Đâu có chơi đứa nào 18 tuổi đâu ta. Anh, năm 60 tuổi được không? Trời ơi càng tốt. Tuổi càng lớn á thì càng dày kinh nghiệm mà chú ba. Tuổi càng lớn càng dày kinh nghiệm hả? Đúng rồi. Trời em đăng ký một đội đi. Vậy ha. Em đăng ký một đội hai người đi. Ok. Dạ. Em lấy một tờ thôi. Dạ. Cảm ơn anh. Thôi chào chú ba nha. Dạ. Mày qua đây kiếm tao có chuyện phải không? Trời. Anh hai làm như anh có dông giữa hay sao á. Cứ mỗi lần qua đây mà có việc gì quan trọng cái anh biết liền luôn á. Anh hai, anh có nghe phong phanh cái cuộc thi, hội thi là nông dân đa tài không? Không có nghe phong phanh, tao nghe chính xác luôn nữa. Dạ rồi. Chứ gì bây giờ anh hỏi dông quanh á, coi em qua đây với mục đích gì anh biết không? Mày qua đây là rủ tao cặp bồ với mày đi thi chứ gì? Ủa thật ơi, làm em nổi gà luôn đó. Sao anh em mình thi thôi tao không thi mà ơi. Sao hả? Để cho mấy đứa trẻ nó thi để nó rút kinh nghiệm. Tao thi mà tao có công tao lấy dễ nhất nữa phiền. Đành rằng á anh hai á là trùm về ruộng nương trùm về lúa thóc rồi, nhưng mà anh đừng có chủ quan như vậy. Thế hệ trẻ bây giờ kiến thức nhà nông nó vượt bậc luôn á. Bây giờ mình tham gia mình thi mình cọ sát mình coi con cháu mình nó có tới đâu rồi mình nắm nó, hiểu không? Trời đất ơi, cỏ sát cái gì, mày xứ này mày biết rành tao quá ba đời. Trời đất ơi, thi lần nào không thắng, trăm trận trăm thắng mà. Rồi, biết rồi. Cả anh giờ anh thi ai giám khảo nổi gì vậy? Có nước anh chấm ta thôi vậy. Rồi, được, anh không thi thì thôi, để em đi thi, em rủ người khác thi. Mày muốn rủ ai, rủ đi, tao không thi rồi. Anh không thi đúng không? Ngày em ôm dễ nhất vậy, anh nhớ quan liên quan đó nha, đừng có ém ở trong nhà, mắc cỡ đó nha. Mày muốn ôm dễ gì đâu mày ôm. Ủa, chú ba, đi đâu đây? Từ đứng lên coi. Đứng lên rồi coi tướng anh coi. Đứng lên. Chứ vậy gì tự nhiên coi tướng tôi vậy? Đánh gì? Bằng, ngồi xuống. Cá kèo canh chua bông điên điển. Gì cá kèo bông điên điển? Ý lộn. Có kèo. Có kèo gì? Có kèo thơm. Kèo thơm gì? Nói nghe coi. Từ từ đi, uống miếng nước đi. Trời ơi. Bây giờ nè, hai anh em mình làm hai thành viên, làm một cặp. Mình thi cái cuộc thi nông dân đa tài nha. Không. Ê, sao vậy? Trời ơi, làm biến lắm. Thi rồi phải chuẩn bị này nọ mất công lắm. Thôi. Cái anh này, sớm xẻo lá này kiến thức nhà nông ai lại anh em mình mà phải chuẩn bị, phải ôn bài chứ. Cái xẻo lá này bộ có mình tôi với ông nông dân hả?
nó còn bất hứng cha nội ơi. Ý của tôi á là muốn đi thi cũng được, nhưng mà phải có sự chuẩn bị đàng hoàng. Ừ thì thà nói vậy đi. Ừ. Chuẩn bị bao lâu nè? 1-2 tháng gì đó. Cảm ơn nha. 2 tuần là người ta thi xong rồi. 1-2 tháng tới là làm gì? Dọn rạp hả? Không nghe người ta nói hay sao? Cái gì muốn nhanh á thì phải từ từ chứ gì. Vậy chứ ông có nghe người ta nói chưa? Từ từ được khoai mì nó mới nhừ. Anh kêu chị Tư hết đang nấu cho anh nồi khoai mì nè. Rồi anh ăn vô anh nghẹt cần cổ nghe. Mệt ghê à. Kho cá, chài cá, nướng cá. Ui, đặc biệt nha. Con ngồi trên máy cắt lúa. Ngồi máy cắt lúa không? Ngồi trên máy cắt lúa. Máy cắt tới đâu chạy ra. Rút chạy ra, bái nó chụp cái. Đó, đem lên, xé ra. Xé cái da đó, cái mình nướng, chậu được luôn. Trời ơi, trời kiến thức nhà nông mày rộng vậy luôn hả? Dạ. Từ trồng trọt mày qua chăn nuôi luôn hả? Ẩm thực luôn hả? Ồ, dữ dằn nha. Giờ mày đủ chú chơi. Nhưng mà phải để chú suy nghĩ mới được. Ủa làm gì vậy? Ngồi đợi chú suy nghĩ. Ủa thằng ơi, chuyện lớn mới suy nghĩ đôi ba ngày, chứ đâu phải ngày bữa mà trả lời được đâu. À, suy nghĩ xong sớm là alo con liền nha. Ừ, chừng nào xong là alo phải không? Dạ. Mà nếu mà không alo là chưa có xong đó nha. Dạ. Ừ. Nhanh nghe chú. Ừ. Trời ơi, mặc nguyên bộ đồ vàng khè, y như bông lúa. Trời đất quỷ thần ơi. Gũ thi, cuộc thi, nông dân ra tài là người ta nói kiến thức nhà nông, ông nói kiến thức ăn nhậu mà. Có được cái đoạn leo lên máy cắt lúa, thấy cũng được. Vừa leo lên đó không lo cắt lúa, thấy gắn chuột ruột bắt ăn. Lao. Ủa ai anh có gì vậy? Xong. Xong hả? Nói gì đó đi. Ủa? Hai anh đang coi gì mà chăm chú vậy? Tài liệu thi người nông dân đa tài. Cái gì? Hai anh thi hả? Ừ, mày làm gì mày lo lạng là gì? Ủa? Sao em rủ anh từ đó không thi mà? Thì bữa hổm tao tính là không chơi. Nhưng bữa nay anh xui tao rủ, tao chơi, có sao đâu. Rồi anh Tư anh trả lời tôi sao đây? Thì nói nào ngay lúc đầu là để từ từ suy nghĩ rồi mới quyết định. Mà sau khi nghe ông nói là nếu mà suy nghĩ chậm thì hết hạn, cho nên tôi liều quyết định đại luôn, rủ anh xuống thi cho vui. Rồi giờ hai anh kết thành một cặp thi. Ừ. Thì tôi sao đây? Thì mày kiếm người khác chơi đi. Kiếm ai bây giờ? Bà Hồng kìa. Bà Hồng có bán nước với gì chơi? Thì chơi bán cà phê. Tôi lao. Hai anh này có xui chơi nhau phải không? Được rồi. Ba đời này không có xui hả? Ba đời cũng có xui nha. Hẹn hai anh trong trận chung kết nha. Trời ơi, hôm nay chuyện lạ quá nha. Ba, sao tự nhiên bữa nay trầm tư suy nghĩ dữ vậy? Không có rộn ràng như mọi khi vậy? Cần một lý do. Lý do gì? Tại sao lại như vậy? Làm sao? Cô Diễm Hồng có thấy lạ không? Là cái gì? Tại sao hai lại bắt cặp với Tư? Là sao? Anh hai lúa này chơi thân với Tư hết á. Ủa bình thường mà anh ta. Mà bữa giờ thấy cũng lạ, hai người thân lắm nha. Nhưng mà anh ta là xui gia mà. Xui thì xui chứ hai ông ngược không có bao giờ thuận đâu. Sao? Ngày xưa tới bây giờ luôn luôn là cái sảnh 3-4 năm. Hai lúa ba đời Tư hết. Tự nhiên giờ xé lẻ cặp đôi 2-4. Bỏ con cội ba biết chừng nào mới tới. Thì giờ ba kiếm thằng Sáu nào thành đôi. Biết kiếm ai bây giờ? À, kìa, có người rồi kìa. Tèo tới kìa. Trời ơi, thêm cội tèo nữa. Ôm chót là cái chắc. Trời ơi. Thiệt, không hiểu luôn á. Của ba, cô Hồng. Sao vậy? Mặt mày thủ thua ba hay gì vậy? Cái gì mà sáng giờ tôi gặp ai cũng biết xị là sao vậy? Cô Hồng, bán con dây dừa uống cho mát đi. Hết nước dừa rồi. Ủa mà sao không uống cà phê? Đang nóng trong người. Nữa. Lời mặt đóng với ông thần. Con không hiểu luôn á. Con không hiểu bình thường có gì đâu. Nay cái tự nhiên bị chú Hai chú Tư chửi con à. Sao chửi? Con hỏi con câu mà hai ông súng chửi con quá trời. Hỏi gì? Con hỏi, ủa sao chú Hai chú Tư lâu quá không thấy gầy lộn, xẻo lá buồn hiu.
Mày nói kiểu đó gặp tao, tao quýnh mặt mày luôn chứ đừng nói chửi không. Vô duyên rồi. Thôi đi, con đừng có bên Hai Chả. Hai Chả làm lớn, ỷ làm lớn, hiếp nhỏ nè. Mình làm lớn, con cháu nó lỡ lời mình bỏ qua. Như tôi nè, nè, bây giờ mày nói lỡ thì tao bỏ qua cho mày luôn nè. Rồi. Ờ, nói coi. Chừng nào thím ba bỏ chú vậy? Tao quýnh mày liền bây giờ nè. Ngọc Nghê, anh Tèo, em nghe anh Dương Năm Gạo đang tính chuyện cưới hỏi gì phải không? Mà sao lên học nghề? Thì cũng tính cưới đó. Mà tại tía má Năm Gạo bệnh khó, thách cưới cao quá, anh đâu đủ tiền đâu. Nên... Ờ thì em cũng có nghe cái chuyện đó. Thôi đừng buồn nha. Anh với Năm Gạo cũng mất ăn mất ngủ cả tuần lễ chứ bộ. Cuối cùng anh quyết định cắn răng chịu đựng để cho Năm Gạo đi học nghề. Em không hiểu quyết định của hai người làm sao luôn á. Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Lên xe đi, anh chở qua nhà chú Thiếm Tư cho. Trời, tự nhiên nghe cái đâu có tin gì á. Rồi. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có cũng như không. Mày nói thiệt hả? Sao mày biết? Đáng đi gạt cũng không biết đâu. Mà tại vì ông Tèo nói cho hai nhái, rồi cái hai nhái về nói tôi nghe. À, vậy thì có biến rồi. Thằng Tèo cho con Năm Gạo lên trên Sài Gòn học, chẳng khác nào là chim sổ lòng bay cái dèo cái mắt tiêu luôn. Chứ gì nữa, ông Tèo á là ông chỉ biết chạy xe ôm với ông sửa xe thôi, ông có biết gì đâu. Thì tội cho ông ghê sợ luôn. Hết luôn. Ủa, hai đứa tiếp. Ừ, hai đứa bay nói chuyện gì mà bộ căng thẳng dữ vậy? Dạ, đang nói chuyện vụ ông Tèo. Ủa, ông Tèo sao? Ông Tèo nó cho hôn thê nó lên trên Sài Gòn đi học. Thôi cỡ tuổi đó thì ở nhà lấy chồng sinh con cho rồi đi chứ con. Ủa, mà nó cưới hỏi gì chưa mà tụi bay nói hôn thê? Dạ chưa tiếp. Chưa thì đâu gọi là hôn thê được. Ủa mày sao nó không chịu cưới vậy? Ông Tèo nó không có tiền. Đúng rồi. Có tiền thì cưới người khác chứ gì đâu mà trời ơi. Trời trời. Anh Tèo. Chú Tư, hai bay làm Tèo quá thất vọng. Bình thường Tèo tốt với mọi người lắm mà, sao Tèo mới vắng mặt chút xíu cái mọi người súng nhau nói xấu Tèo vậy? Hai nãy nói tao không phải nói xấu mà là tụi em đang thảo luận thôi chứ. Thảo gì mà thảo. Tèo nói cho hai bay biết nghe, cặp đôi nguyên ương Tèo Gạo, chỉ có Tèo bỏ gạo chứ gạo không bao giờ dám bỏ Tèo. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Chú hai, chú hai. Chú hai. Ủa, nó rảnh sao đi chơi Tèo? Đâu có, hôm qua nhắc chú là xe chú tới kỳ thay nhớt rồi, sao chú quên á? Vậy đó hả? Mày không nhắc tao cũng quên luôn đó nghe. Vậy có đi đâu đâu nhớ. Vậy thôi chú hai đưa xe đây, con chạy về tiệm con thay nhớt rồi đem qua trả cho. Được không mày? Được sao không trời? Thời buổi giờ tao cũng nghi lắm à. Trời ơi, con tiệm đã đây mà ăn đó giờ mà. Tao thấy giờ báo đăng vậy lắm đó. Trời. Mượn mượn xe cái rồi mất tiêu luôn à. Trời, con mượn uy tín mà chú hai. Nghe không? Dạ. Chắc ăn phải không? Chắc ăn. Ủa, giờ này Năm Gạo đâu mà tao không thấy, mà tao thấy mày đi có mình anh hoài á. Đi Sài Gòn này, học nghề. Ủa mày dám cho nó đi Sài Gòn học nghề hả? Thì em Gạo nói lên trển học nghề tóc, làm móng, rồi nối mi gì á. Mày không sợ nó lên Sài Gòn nó gặp thằng khác nó bỏ mày sao? Trời ơi, dễ gì mà bỏ con chú hai. Đừng nói hàng hiếm nha. Con là cực phẩm á, mốt con gửi thiệp chú hai hay. Đúng rồi. Rồi đi đi, ta lấy chìa khóa. Dạ dạ. Thay cũng để đó thôi chứ tao đi đâu tao đi bộ không à, ít có chạy xe lắm. Đúng rồi, mình già cả mình đi bộ tập thể dục chỗ khỏe chú hai. Dạ gì mày, tao lớn mày có mấy tuổi chứ gì đâu già Tèo. Đó, nói sao chứ
Thôi con đi hai nhớt xe cho chú hai trẻ kìa. Ừ. Ê, nhớ quay về nha. Ta thay nhớt xong ta trả liền chứ uy tín đàng hoàng mà. Đừng chơi miếng vỏ mà đi luôn không tự giả kỳ lắm nha. Không, bảo đảm uy tín mà ngăn rồi. Tiền như tôi ứng trước cho. Ứng trước luôn hả? Ừ. Có 100 ngàn à. 100 hả? Dạ. Tiền nhỏ. Ôi tiền nhiều dữ. Dạ. Bỏ mà 20 luôn nè. Bỏ luôn hả? Bỏ. Thôi 20 rồi. À bao nhiêu đây không ạ? Cậu đi nghe chú hai. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Nhớ quay về nha. Trời uy tín nào quà mà. Đừng chơi miếng vỏ đi luôn kỳ lắm à. Viết thơ cho người ta. Có người nhắn tin đi về đặt viết thơ tay rồi nữa. Gáp lên nè. Anh ở lại xẻo lá, em lên trốn phùng hoa. Hai phương trời cách biệt, tình yêu luôn bất diệt. Bất diệt bất diệt bất diệt. Năm gạo vợ tương lai của Tẹo. Ê gì vui vậy kìa cô Tèo. Còn năm gạo viết thơ chia tay con rồi. Nó chia tay mày rồi hả? Đúng rồi. Ủa mà sao mày vui dữ vậy? Không phải. Chia tay á là chia tay Tèo của ngày xưa hướng tới Tèo của tương lai. Tèo tương lai bớt vô duyên bớt khùng, họa chăng mới khác được. Dám một cô. Nè, em gạo nhắn gửi trong đây nè. Anh Tèo của tương lai sẽ đẹp trai, nhà giàu, tử tế hơn. Dữ vậy luôn hả? Viết bằng gáp luôn chứ bộ. Nhắn gửi mà viết bằng gáp luôn. Nhớ hồi trước á, lần đầu tiên mà ông gạo tỏ tình với con á, cũng viết bằng gáp luôn á. Bữa nay qua uống cà phê vậy bộ ế quá hả? Trời ơi, con nghĩ sao tiệm con mà ế? Tiệm con là khách người ta bắt số người ta sửa xe bởi nó. Con qua để uống cà phê là tại con thấy cô buôn bán, cho nên con qua con ủng hộ chồng sớm láng giềng thôi. Chứ đâu phải như một số người tối ngày đi bộ không dám bỏ tiền mua chiếc xe đi đặng mơ út xe hư qua ủng hộ con cháu trong sớm. Người ta cũng đâu có khùng mà đi mua xe chạy để hư xe đi qua sửa xe. Trời, nói không có tình nghĩa gì chứ cô. Trời ơi, cái thằng ấy hết hồn. Hết hồn. Dưỡng du duyên. Sao bà lết ế hả? Không cân tôm. Trời ơi, cua tôm bây giờ nó biến động quá trời cậu ơi. Giờ con phải ở nhà để ngâm cứu thị trường. Con á, đàn thanh niên trai tráng, có công ăn việc làm tốt, ráng làm đi. Nhưng mà cũng phải biết tiết kiệm, giống Tèo nè. Ôi, tại giờ đang có động lực nên vậy cô ơi. Sao không mày? Sao không bằng? Nó đang có ghệ, con cũng đang có bồ. Đúng không? Giống nhau mà. Khác à. Mộng của con là ở xẻo lá, ngày nào cũng gặp hết. Còn năm gạo đi Sài Gòn. Alo. Từ từ. Trời đất ơi, đi ăn đám cưới làm như đi ăn cướp vậy. Kêu cô dâu chú rể chọn chút nha. Anh Tèo đang tới. À rồi. Trời, mà anh Tèo đẹp trai quá à. Y như là xương sao thường quốc vậy. Đâu có đâu, tao thấy ảnh giống Đài Loan hơn. Trời, bình thường là hèn hèn bần bần mà anh nay tút lên nhìn đẹp trai hết sảy thương à. Anh đang thui thùi lùi. Mai mốt em học ra nghề về đẩy cho anh trắng tươi luôn nghe. Thật ơi, làm đẹp hay là gì mà lột như da gắn vậy trời. Thôi thôi, em làm ơn làm phước, học nói mì với làm móng thôi nha.
gì? Trời ơi, tèo mà nó miêu ra làm sao trời. Thôi, anh đẹp trai sẵn rồi, nối mi vô rồi anh đẹp ai mà chịu nổi. Sao mà mặt anh bù xo vậy? Nhớ đâu nhớ. Sao tao đi đâu cũng gặp tụi bay chừng vậy? Mày nghĩ đi, xẻo lá này bay lớn. Với lại á, ngày xưa mày với Năm Gạo á hẹn ở đâu tao cũng biết hết, mà tại tao không nói ra thôi. Tôi cũng biết vậy. Tôi biết phải không, là anh hay hẹn hò, đặc biệt là ở chỗ này rồi, mà lại hay ngồi chỗ này nó mới chịu. Anh Tèo tuy anh đen nhưng lòng anh trong trắng, vì anh làm anh giăng nắng anh mới đen. Em chịu ghét quá. Chưa đâu, bữa nay mặt em dính gì kia, để ê dù hỏi luôn nghe, dù hỏi luôn nghe. Tao đang kéo ghẹ cuộn ghẹo rồi hả? Ai tèo đẹp trai mà mang dép Lào. Ai không đẹp trai cũng mang dép Lào. Ai Anh Tèo. Nhái. Dạ. Vô. Ngồi. Ngồi đi. Dạ. Vụ gì? Anh Tèo, mấy bữa nay á, Nằm Gạo nó có gọi điện về cho anh không? Trời, ngày nó không gọi trời. Dạ. Ừ. Sao? Dạ, em định nhờ Năm Gạo á, nó mua ít đồ trên xì phố á, gửi gì cho em. Ờ, không ấy, em gọi lên cho Năm Gạo đi. Chứ anh cũng không có rành cái lịch của Năm Gạo nữa. Thất thường lắm em ơi. Mà anh Tèo nè, từ từ cưới nha. Sao vậy? Thì để con em nó lớn lên rồi nó phụ rể cho anh Tèo chứ sao. Trời ơi, hay quá ta, gì cũng được à. Anh Tèo. Hả? Em hỏi anh này nha. Cái gì? Anh để con Năm Gạo lên xì phố mình vậy, bộ anh không sợ mất nó hả? Sợ sao không trời. Nhưng mà anh có bí quyết, cho nên anh có niềm tin. Có bí quyết? Bí quyết gì? Cho coi này nè. Cho coi này nè. Nè, thấy không? Đó, tài khoản tiết kiệm chung của anh với Năm Gạo. Hai người có tài khoản chung hả? Ừ. Ghê chàng. Chứ sao? Cái này còn ghê hơn nữa nè. Sao? Tài khoản rồi nè. Anh đứng tên đó. Anh đứng tên? Ừ. Mèn đét ơi. Người sao anh khôn vậy anh Tèo? Tài khoản mà anh đứng tên, không khác gì là anh nắm chui mất tiêu rồi. Trời ơi, chuyện yêu đương mà chui cán vậy em? Thì hai người cùng góp tiền bỏ trong đây, chừng nào đủ tiền rút ra làm đám cưới. À, thì ra là để tiền để dành đám cưới. Ừ, đúng rồi. Trời ơi. Ôi mà anh Tèo, rồi tía má Năm Gạo biết chuyện này không? Sức mấy gì biết, giấu gần chết luôn á. Tía má Năm Gạo mà biết vụ tài khoản chung này dễ gì mà chịu. Ừ, nói cũng đúng. Mà tính anh có phước á. Năm Gạo nó thương anh, nó tin tưởng anh chứ bộ. Anh phải biết trân trọng cái tình cảm này đó. Thì
anh cũng thương năm gạo gần chết luôn chứ bộ. Hồi trước tưởng đâu số anh cô đơn rồi, đâu có yêu ai được dài lâu đâu. Nhưng mà cuối cùng cũng kiếm được một cô gái trong mơ, một cô gái lý tưởng. Xinh đẹp nữa chứ. Ê, ê, ê. Cuối tháng năm gạo gửi tiền trong đây nè. Đây nè. Đó. Đó. Từ từ, từ từ. Có nghĩa là con năm gạo nó đi ra ngân hàng, nó gửi tiền vô ngân hàng. Xong cái bên ngân hàng nó gửi về điện thoại cho anh. Đúng rồi, nó vô tài khoản, cái người ta thông báo về đây là gửi bao nhiêu tiền vô trong đây nè. À à, thôi tính ra cũng lợi quá ha. Ừ. Nãy nhỏ nãy dại ghê. Sao dại? Nghĩ sao cái tài khoản tiết kiệm vậy mà nó đưa cho anh Trèo đúng tên. Dại. Rồi lỡ bữa nữa cái anh chán còn người ta, cái anh chia tay, anh rút tiền xù nó. Tội nhỏ. Trời đất ơi, em nghĩ anh Tèo của em mà hẹn vậy hả nhái? Dám đâu. Nhưng mà em cũng đừng có xem thường cô bạn năm gạo của em, cũng có tầm thường đâu. Anh đứng tên cái tài khoản tiết kiệm này, nhưng mà cái sổ năm gạo giữ trên Sài Gòn á, không có đứa nào mà tự đi rút được đâu. Vậy hả? Ừ. Là ý là trao đổi chéo cho nhau vậy hả? Chà, hai người tính ra hợp ghê, không ai vừa ai hết trơn. Thì nồi nào úp dùng nấy mà. À quên nữa, nãy giờ cái chuyện mà tài khoản tiết kiệm này nè, anh kể em đừng kể ai nha. Biết rồi, anh kể ai chứ kể nhái là sống nhái để bụng, chết nhái mang theo. Hứa kìa. À, thôi em đi về nha, đặng em hỏi con năm gạo nữa. Đi từ từ Hương nha. Dạ. Uống nước này em. Ừ. Anh. Ừ? Anh coi lông mi của em á, nó dài không? Dài không? Dài. Sao em thấy nó ủng vậy ta? Thôi chắc bữa nào em sinh xong á, cái em đi nướng mi cho đẹp. Thôi đẹp rồi, nói gì mất công vậy? Thiệt tình á, anh không có biết gì về cái đẹp hết trơn. Vậy mà đẹp, nó dài mà cong ra thì nó mới đẹp. Thôi vậy thì gán đợi đi, năm gạo đi học nói mi xong á, nó về đây làm, rồi hả làm cho an tâm. Nhưng mà biết khi nào năm gạo nó về, với lại chắc gì nó đã về. Trời, về chứ, về đi để cưới. Năm gạo với ông Tèo á là có chung tài khoản rồi. Ừ, em biết mà. Ừ, mà ông Tèo cũng đứng tên nha. Anh cũng có nói với em rồi. Ừ. Tết. Dạ, bởi. Em thưa Tết. Ừ, chào Tết. Tôi mua tía bầu phần à. Dạ. Thằng Tiên nè. Trời ơi, mua con bầu phần tía đưa nhiều vậy? Còn dư cất đổ xăng luôn. Thôi, con có tiền mà, xăng gì đâu mà nhiều quá vậy. Không mà mở cái quỹ tiết kiệm ở giống như Tèo với năm gạo rồi đó. Ủa, cái vụ đó tía cũng biết nữa hả? Nó nói. Ông cũng nói con nè, mà ông còn dặn con á là đừng nói ai biết trơn á. Mà giờ vợ con biết, rồi tía biết. Chỉ còn ba má ăn năm gạo không biết thôi. Ai 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 Tèo đẹp trai. Anh Tèo, tối nay đi chơi lô tô với tụi em không? Không, anh mất công chuyện rồi, không đi được. Anh mất công chuyện gì? Anh sửa xe tùm lum lá chứ nè. Trời ơi, cái tiệm anh ấy nhẹ có mỗi chiếc xe của anh mà xe khách đâu mà sửa. À, anh Tèo đi làm kiếm tiền á, gửi lên Sài Gòn, gửi cho năm gạo đúng không? Ai đồ vậy? Anh Ba Lít. Anh Ba Lít nói á, anh á chung tình lắm, làm nhiều tiền gửi lên Sài Gòn hết trơn. Thằng nhiều chuyện cái ớn luôn. Ủa mà hình như em ở gần nhà năm gạo hay gì nè đúng không? Dạ không. Không, em ở nhà gần năm gạo nè, nó kế bên nhà em á. Trời. Mà năm gạo kêu em á là phải ngó chừng anh á. Anh có làm gì đâu ngó chừng, anh sửa xe từ sáng tới tối cho bộ. Có chừng gì? Tụi em á về coi nấu cơm cho tía má ăn đi, không thôi tía má đói bụng á. Ê, thôi tụi em về. Ừ, bye bye nha. Gì vậy trời? Trời ơi, cái mùa này bông lúa chỗ cái này ha, chuột nó ăn vô cái đồ nó ú ù.
bắt vài con về chiên nhậu với tía mười một cái tới nách luôn. Bà Lít, gì mày làm gì vậy? Xuống đây đào chuột tiếp tao ơi. Ê, ra qua đây nè. Không có chuột gì hết á. Mày ở không với mày đi đào chuột hả? Chứ không phải mày bận đi nhiều chuyện kể chuyện người này người kia hả? Cái gì vậy? Chứ không phải mày đi kể cái chuyện mà tao lập tài khoản ngân hàng chung với em gạo cho mấy em trong xóm mình nghe hả? Trời ơi, tao vui miệng kể cho qua đường vậy thôi. Sao tụi nó nhớ dai dữ vậy? Vui cũng mắc mày chỉ vui. Ông trai gì mà miệng mồm thầy lai hả? Mày có biết mấy em đó ở sát giáp nhà Năm Gạo không? Trời ơi, vậy là khả năng tụi nó nói với tía má Năm Gạo cái vụ mà mày với Năm Gạo lập cái quỹ ngân hàng riêng. Không được, tao phải qua xử tụi nó. Đứng lại. Mày không có được làm gì chân á. Không có được tiếp xúc, nói chuyện, la rầy, chửi bới gì mấy em đó biết chưa? Sao vậy? Tại vì sau này Năm Gạo về đây mở tiệm làm tóc, làm móng, nối mi đồ, thì mấy em đó sẽ là khách hàng của Năm Gạo. Mà mày phải biết một nguyên tắc, không bao giờ được chửi khách hàng, biết chưa? À, trời ơi, một chút xíu nữa tao làm ảnh hưởng tới kinh doanh, kinh tế, gia đình của mày với Năm Gạo rồi. Chứ làm sao? Ai á, không có đầu chuột gì hết trơn á, về ăn năn sám hối đi. Cầu sao cho mấy em nó đừng có kể cái chuyện tài khoản của tụi tao cho tí má Năm Gạo biết. Ôi, tao có cách rồi. Gì? Ở trên xã nè, đang có cái đoàn hội chợ lô tô. Chiều nay tao sẽ rủ mấy em đó lên trển bao ăn chè. Chắc chắn tụi nó sẽ không nói nữa. Tao cũng không cần biết. Không có biết là mày chơi lô tô, mày chơi quýnh cờ hay chè cháo gì chân á. Mày tự chịu trách nhiệm với cái chuyện mày làm đi. Tao không liên quan, tao không có đi đâu. Ôi, rồi mày không đi với tao hả? Không. Ôi, sao mày không đi với tao? Mày đẹp trai, tụi nó mê mày. Cái chuyện tao đẹp trai tao tự biết mà. Nhưng mà tao có nguyên tắc của tao. Một khi đã có người yêu rồi thì không bao giờ đi chơi với gái lạ. Ủa, mấy thằng đẹp trai chung tình thương người yêu chết hết rồi, sao mày chưa chết? Bà Linh, bà Linh, bà Linh. Anh Xui. Anh Xui. Ủa, chuyện gì anh Xui? Anh hay tin gì chưa? Tôi đang coi nè, mà nhiều tin quá, không biết tin gì. Thì đó, ngân hàng tăng đột biến luôn, lãi suất á tăng tới 2% luôn. Ủa, bộ anh Xui có gửi tiền ngân hàng hả? Không có, tôi coi giùm Tèo. Viên Tèo ngon rồi. Đó, bởi vậy. Trời trời, kiểu này chắc phải mua thuốc trợ tim uống qua. Hồi hộp còn chết vậy. Ai biểu anh? Cái gì anh cũng đi nói. Tại lúc đó lỡ hẹn thề vui quá, với một lúc bốc đồng hưng phấn, khoe chút đỉnh vậy. Giờ nghĩ lại run gần chết vậy. Kiểu này chắc mới có tiền chút đỉnh người kia đem đi khoe người này người kia rồi. Ừ, thôi nha. Ra chưa? 7 tháng rồi anh Xui. Ủa, thầy Tư bấm tay nãy giờ gần nửa buổi. Tự nhiên hỏi thầy Tư được mấy tháng rồi, thầy Tư điện thoại qua thầy cò cũng như không. Bị sao không? Tôi nhớ mang máng gì đó mà tôi bấm tôi tính hoài mà đâu có ra. Cho nên gọi điện thoại hỏi cho chắc ăn. Như không. Dạ. Em đi chợ nha. Để em chở em đi chợ. Ừ, thôi khỏi. Anh ở nhà tưới cây đi, rồi sẵn coi nhà luôn. Nhà thì đóng cửa. Giờ bụng em bự rồi, đi nặng nề thấy mồ. Nặng nề gì không biết nữa. Em đi rồi sẵn em tập thể dục luôn. Tập thể dục thì đi ngắn ngắn thôi, chợ xa tập cái gì em. Thôi để em chở em đi. Xa gì mà xa, từ đây ra chợ có mấy bước chân à. Với lại má dặn rồi, đi nhiều á cho dễ đẻ. Vậy em đi từ từ thôi nha. À mà khoan, có đem theo điện thoại không á? Có luôn. Ờ thôi đi. Hay là em điện thoại cho má rồi em với má đi chợ chung, có gì má phụ em. Má đi chợ từ sớm rồi, với lại lanh quanh trong xóm không à. Lỡ mà em có chuyện gì thì bà con sẽ giúp em, anh đừng lo. Vậy có gì điện thoại anh nha. Ừ. Nè.
Hôm nay anh thích ăn món gì vậy? Cá chê chiên với mắm gừng. Thôi, món khác đi. Vậy thì canh chua cá hú. Thôi mình ăn sườn non kho tiêu nha. Chị em hỏi anh chị. Hỏi thử coi có trùng ý kiến với em không. Thôi em đi chợ nha. Ờ, đi từ từ thôi nghe. Ừ. Có gì điện thoại anh. Biết rồi. Ai giống nhái vậy ta? Ủa nhái. Ủa tía. Ủa con đi chợ gì hả? Dạ. Trời đất ơi, sao sách nặng vậy mà không kêu bẫy cò nó chở con? Dạ hồi nãy anh đòi chở con đó chứ. Bà con kêu thôi để con đi bộ, đặng mười mốt á đẻ cho dễ. Nhưng mà con sách nặng vậy là đi bộ không có nổi đâu nghe. Sao mà không nổi, đi nhìn vậy thôi chứ con á còn khỏe ù ù đây nè. Thôi mệt không được, tôi xách cho tôi ù về nhà cái xách xe ra chở con về. Thôi khỏi, con làm được mà, không tin á thì con chạy ra cho tía khỏi. Thôi là bơn giùm cái đi cô nương ơi, sắp xanh rồi đừng có giỡn ngươi được đâu nghe con. Con giỡn với tía mà. Nè bình đó đang nôn dữ lắm đó, sắp tới ngày xanh rồi, ráng kỹ kỹ nghe con. Dạ. Ừ thôi tí con mình về nè, để tôi xách. Ôi xách nhận gì mà cứ hống định để cho nó chở về à. Đi con về con xách được mà. Ừ trời đất ơi, này bà làm gì vậy? Ta đang ăn uống mà quét lên đầu lên cổ vậy? Sao ông sao ngộ, bụi bặm thì có quét chứ sao. Anh đâu nói còn quét rồi, bà kiếm chuyện đúng không? Tôi á, tôi bận biết bao nhiêu công chuyện, không có rảnh đâu mà để đi kiếm chuyện với ông. Làm xong chuyện nhà rồi còn đi qua nhà vợ chồng hai nhái nữa nè. Ủa bà anh chị? Bị tôi có mua cho tụi nó mớ đồ, thành ra định đem qua cho vợ chồng nó nè. Nè bà nhắc tôi mới nhớ nha, lúc này cái bụng con nhái nó bự rồi, mà nó tham công tiếc việc quá đi, làm chuyện nặng không à. Qua bển rồi nhắc nó nghe chưa. Ông khéo lo xa quá. Sao không lo? Hồi đó đó tôi có bầu con nhái á, cái bụng tôi chình ình 7-8 tháng rồi mà tôi còn lộ ra ruộng được nữa mà. Với lại tôi nói ông nghe nè, mình đi nhiều á, làm nhiều nữa nó sẽ dễ đẻ. Bà đi sao bị nhái, bà đó mà mạnh như trâu vậy. Xin lỗi, ý tôi nói đó bà khỏe hơn nó, còn nhái con gái mình nó yếu đuối lắm, bà hiểu không? Mấy việc nặng nhọc này để anh quét cho. Làm em hết hồn à, thiệt tình luôn á. Chứ gì nữa, nặng nhọc để anh làm cho. Em phải làm, bác sĩ dặn rồi, mình phải lao động giống vậy nè, đặng bù nữa dễ đẻ. Thấy bác sĩ nói vậy luôn hả? Nếu bác sĩ nói thì anh không dám cãi, nhưng mà em quét thôi nha, còn hốt để anh làm, với quăng gác là để anh nha. Biết rồi. Chán ông quá ông ơi. Làm cái gì vậy? Thì việc ai nấy làm, anh làm gì kệ anh, em quét lo quét đi. Mệt ghê. Mệt lắm không? Để anh mát xa dài cho nghe. Quét có cái sân à, mệt cái gì cũng biết nữa. Thì kệ anh đi. Nhức đầu không? Nói là anh làm cho. Đau. Mệt tay quá không? Thôi được rồi. Ủa anh. Ừ? Cái remote TV đâu rồi? À, để anh lấy cho. Muốn coi cái gì? À không được. Đừng coi TV. Mình nghe nhạc đi. Nghe nhạc thì con nó mới tốt. Nghe gì vậy? Người ta nói nghe nhạc này nè, là em bé nó phát triển thông minh lắm. Ông cho em nghe thử coi. À, để dưới. Để cho con nghe chứ. Thôi, bài này có đâu có hay lắm đâu anh. Hay. Bài khác đi.
Hồi bữa em có nghe cái bài gì này hay lắm đây nè. Hay lắm hả? Ừ. Bài gì vậy? Cái bài, để em nhớ coi. Bài gì? Cái bài, để mày nói cho mà nghe. Ờ. Trời ơi trời. Dạ. Sao tự nhiên giọt bẻ ta? Dạ. Nhớ hả? Nhớ ơi. Ủa, anh Tèo. Chân anh Tèo sao vậy? Đang đi tự nhiên bị giọt bẻ đau không có trời quá đó. Đưa đi em coi coi. Chắc bóp bóp một hồi nó hết à. Ờ, đi đứng cẩn thận chứ anh Tèo. Lâu quá không đi bộ vậy mà. Em đâu hả? Ờ thì em đem quýt qua cho tía má chồng em. Quýt bãi cọ chồng cắt rồi đó hả? Ừ thì mới hái nè, mới đem qua cho tía. Cho con trai anh thử coi. Lấy đi. Lấy gì đó rồi lấy. Ừ. Ừ, anh thấy quýt em dạo này ngon không? Thơm quá nè, không biết ngọt không nữa. Thì ăn thử coi ngọt không. Sao? Ăn ngọt không? Ngọt ngọt ngọt. Ủa? Mà anh Tèo đâu vậy? Anh đi mua đồ. Sao không đi xe mà đi bộ chứ vậy? Thôi, gần xích ra. Đi bộ tập thể dục. Với lại đợi tung xăng. Mày đặt giờ này tiết kiệm dữ ha. Chứ sao? Nghe em kìa. Hả? Sao không kêu bé cò chở hay gì? Đi bộ gì mà đi lẹ dữ vậy? Ừ. Thì em đi từ từ chứ bộ. Bởi vì anh Tèo đi chậm á. Chậm đâu chậm. Em á, bầu bì đi mà te gẹt à. Te gẹt hồi nào. Anh cứ vậy. Mà thôi, em đi đem quýt cho tía má đã. Anh Tèo đi đâu thì đi đi. Ừ, đi từ từ hơn nha. Ừ. Ê, xin ông. Cho con trái nữa. Biết chứ. Hãy trái luôn. Rồi đi, đi từ từ hơn nha. Ừ. Còn cái chân cẩn thận nha. Đi rồi, đi rồi. Trời ơi. Nóng quá. Mới chế. Ngon. Ủa, trời đất ơi con. Trời, trời ơi. Chết rồi. Trời ơi, bầu bì mà sắp sắp nặng vậy. Đưa đây má. Đưa đây. Trời đất ơi, cái con nhỏ này. Gì hả? Ôi trời ơi. Dạ, mấy trái cam, trái quýt con mới hái được nhà tí má. Ngồi xuống đây. Rồi bảy đâu mà nó không xách qua mà nó bắt con xách vậy? Anh không có bắt con. Con lén á, con đem cho tía má. Nè, nghe má dặn. Bầu bì như vậy á, mai mốt không có bưng giác gì hết nghe không? Dạ, anh đâu có nặng đâu má. Không nặng cũng không được xách. Có bầu có bì, không có làm gì hết á. Đi đứng cũng phải cẩn thận, biết không? Má nói nghe, mình có bầu, nhất là 3 tháng đầu với lại 3 tháng cuối á, nó quan trọng lắm. Con phải cẩn thận mới được. Dạ, con biết rồi. Nhưng mà má, con ở không hoài, con đâu có quen đâu. Không quen cũng phải tập cho nó quen. Mai mốt sanh đẻ rồi đó, cứng cáp rồi, muốn làm gì thì làm. Tía má nói nghe đi, đừng có cãi nữa. Má hỏi nè, bãi đâu? Dạ, anh nói chút nữa anh qua hả má? Ừ, má cũng đang chờ nó nè. Chờ nó qua đằng nhờ nó hái mấy trái dừa, đằng lấy nước kho cá. Để con hái cho. Trời đất, cái gì? Trời Phật ơi. Bầu bị gì mà đòi leo dừa, hái dừa đó hả? Mới dạ cái đọp đó quên rồi hả? Dạ con quên. Trời đất ơi. Hết biết. Chết rồi. Chết thiệt rồi. Cái gì vậy anh Tèo? Kêu em ra uống cà phê đã. Không ngồi nói chuyện gì, ngồi chết chết hoài vậy. Nè coi nè, tao bị mất cái bụng 6 múi rồi. Ồ, nào giờ có 6 múi luôn hả? Thì nói vậy đó, nhưng mà không có 6 múi nó cũng săn chắc chứ bộ mày. Mày coi nè, giờ nó bự, nó mập một lớp mỡ luôn này không? Quá à, làm gì có. Thiệt, mập thiệt chứ bộ nè. Có đâu. Tao mấy nay tao chạy xe ôm, khách ngồi sau mà ôm tao hả? Khách nói là bụng tao bụng bự rồi, bụng bia rồi. Ủa, chạy xe ôm là khách ngồi phải ôm hả? À, không phải không ấy. Thì cái khúc ôm người ta nói thêm thôi. Nhưng mà tao cũng bị mấy người chê tao mập rồi mày. Ôi nó quá anh ơi. Anh á mà đem đi quay nha là chưa chắc ra được 100 gram mỡ. Thiệt không? Thiệt. Không mập thiệt hả? Không. Kỳ ta. Sao tao thấy trong người mấy nay đi đứng cũng nặng nề lắm nha.
mệt mỏi trong người quể quải lắm, khó chịu lắm. Vậy anh chịu khó anh tập thể dục đi. À đúng rồi, chắc là tại ít tập thể dục á. Mười mốt ta phải tập thể dục nhiều hơn để lấy lại body sáu múi mi nhon dốc dáng săn chắc của tao mới được. Rồi với lại nữa là bớt nhậu giùm cái đi. Nhậu nào, tao bỏ lâu rồi mày. Mới chiều qua anh với ba Lít làm gì ở ngoài bờ sông em thấy chứ bộ. Ủa thấy hả? Sao không thấy? Thì tại hôm qua ba Lít nó đem mớ tôm qua nướng muối ớt rồi không lẽ không làm xương xương vài ly vậy ủ mồi sao? Nhậu mà không ngủ. Ê mày, mà công nhận nha, tao mới có mập lên chút đỉnh vậy hả mà thấy mệt mỏi trong người rồi, mà nể mấy chị em phụ nữ thiệt. Nể mấy chị em phụ nữ vụ gì? Thì mấy chị em mà có bầu đó mang cái bụng chà bá gì nè, mấy kilo mà suốt 9 tháng 10 ngày luôn á. Thấy gì? Em thấy tội còn chết luôn á. Nếu mà em nha, em mang bầu giùm vợ em được á, em cũng mang luôn á. Đúng rồi, mày không nghe người ta nói nha, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi đẻ mồ côi một mình á. Biết thì nói, không biết thì thôi anh Tèo ơi. Nói bậy bạ nghe mang nhục luôn. Rất sao? Người ta là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Thì nói đại vậy mà, nói đi diễn tả cái sự tội nghiệp của người phụ nữ mà đi đẻ á. Bởi vậy em thương vợ em lắm. Ừ, đúng rồi đó, nói gì nói vậy? Tao kết vợ mày á. Gì vậy anh Tèo? Anh nói chuyện gì vậy? Không phải, ý kết là tao nể nó á. Nó mang cái bụng bầu chà bá này nè, mà nó đi te gẹt làm công chuyện ào ào luôn, không có biết mệt mỏi gì luôn á. Ăn nấu đàng hoàng giùm em cái đi. Tự nhiên vợ bạn kết vợ bạn. Không phải, ý là nể á, nể á. Rồi vợ em nó chịu, nó làm suốt rồi mà nó không chịu nghỉ. Thương lắm. Tao nói mày nghe, mày là có phước á, mày phải biết hưởng nha. Nếu gặp người ta vợ mà có bầu ha, nó nhõng nhẽo nó hành cho mày chết luôn á. Chứ sao? Con ông hay lúa mà. Trời. Ăn miếng trứng à, cho ăn cơm không nè. Em. Năm nay á, quýt trúng mùa nên bán được giá lắm em. Mà cũng công nhận thiệt, quýt nhà mình năm nay á ngọt như đường vậy. Tao nói đầu trên xóm dưới ai ăn cũng khen tấm tắc hết á. Chứ sao, anh có kinh nghiệm rồi cho nên anh chăm sóc kỹ lắm. Coi như đứa con này của mình á, chưa sinh ra mà đã thấy nó may mắn rồi anh ha. Năm nay á là năm Tý, con mình ra đời á, tức là chuột xa hủ nếp. Em sao vậy? Anh ơi, cái bụng của em đau, em đau bụng hả? Nó không đau mà nó cứ tức sao á. Vậy là muốn đẻ hả? Chưa có tới ngày. Giờ sao vậy? Giờ sao anh đau quá. Mở cái bụng lại, mở lại. Trời ơi, con. Ôi, nó lọt rồi nè, nó sắp lọt rồi nè. Quay, tại chiếc máy trở lên bệnh viện có hay. Dạ con, nắm đầu nó lại được. Ông Tư, ông đâu rồi? Tôi nè. Người tôi lù đem thấy sao la ông sùm. Ông Tư ơi, con nhái. Nhái sao? Nó vô nhà Bảo Xanh rồi. Gì vậy? Vô tới ngày xanh mà vô nhà Bảo Xanh làm cái gì? Thì thôi, mà để tôi vô tôi lấy đồ vô trống còn sao. Nhanh đi. Trời đất ơi, sao kỳ vậy ta? Làm gì mà xách cái vỏ đồ quá trời, đem nguyên tủ quần áo luôn hả? Ông thì biết cái gì? Thấy con nhái mà nó xanh á là phải ở trọng cả tuần. Thành ra tôi đem đồ để tôi mặc cho nó đủ một tuần. Tôi trọng là chỗ đồ giặt. Ai nói với ông là tôi giặt ở trọng? Chứ sao? Mỗi ngày ông vô á lấy về giặt cho tôi. Thôi cái chuyện đó từ từ tính sau đi. Bây giờ lo cho con cháu tôi trước nè. Thôi nhanh đi. Ôi, cũng quán hết trơn tội vậy.
Sao rồi bà? Ôi trời ơi. Sao rồi? May quá ông ơi. Không sao rồi. Vậy đó hả? Trời ơi, mừng quá trời. Ờ. Bác sĩ ta nói sao hả? Bác sĩ nói á là nó có hiện tượng á là sanh sớm. Mà cũng may á là mình đưa vô kịp, rồi chích thuốc giữ lại được rồi. Mừng quá trời quá đất. Rồi bác sĩ ta có nói tại sao mà sanh sớm không? Bác sĩ nói là tại vì là con nhái nó đi lại nhiều quá. Đúng rồi, con dâu của bà mỗi lần nó đi á còn hơn người ta xông pha ra ngoài tiền tuyến nữa. Ta xông pha ra tiền tuyến á cũng không có đi nhanh bằng nó đâu. Trời Phật ơi, cái gì mà bữa hổm á, thấy không, còn đôi léo dừa đó. Thôi vì sao giờ mọi chuyện nó cũng ổn rồi, tôi mừng quá. Hồi để tôi đốt nhang cho ông bà. Hồi nãy tôi ngồi ở trong á, trời ơi tôi lo quá, tôi ngồi tôi khấn dữ lắm luôn á. Còn nhang đèn gì? Đi chợ mua trái cây về cúng luôn. Ờ đúng rồi, mua trái cây về cúng luôn chứ. Rồi nói trong bệnh viện chừng nào mới về? Thì phải thư thư mới về được chứ. Phải theo dõi chừng nào ổn định, chắc chắn yên tâm rồi mới về được. Rồi bác sĩ người ta có dặn sao không? Bác sĩ nói á, có bầu á là phải đi chậm lại. Đó, không có được đi nhanh. Làm cái gì cũng phải từ từ thôi. Khi mà nó về rồi đó là phải á, không có cho nó làm gì hết, nằm chỗ dưỡng thai thôi. Đó, bà làm ơn làm phước thì nó về đó, bà dặn nó cho kỹ giùm tôi một cái. Còn nó cãi hả? Để dây chói lại thì nó sanh xong mới thả ra. Ông này, con gái người ta làm như đòn bánh tét vậy, trói cột. Con gái ai con chứ? Cháu nội tôi chồng á, tôi phải giữ chứ. Biết rồi. Mấy đứa này á, nói ngon nói ngọt, nó không có nghe đâu. Phải dùng kỹ lực thép vậy đó, nó mới sợ. Biết rồi, tôi đi chợ nghe. Rồi đi lẹ lẹ về giùm tôi cái nghe. Biết rồi, lấy cái giỏ đi liền giờ. Nhiệt tình, hú hồn, hú vía. Bà đó, từ nay đó không có gì được có gọi. Hỏi cái gọi, hỏi cái gọi à. Làm nhỏ đi qua đi lại, đi qua lại. Cho nên nó mới xảy ra cái sự vậy đó. Ủa, vậy chứ hôm qua ai gọi nó qua đây để cho cá khô rượm kia nữa? Rồi ai gọi qua đây cho tiền mua áo bầu? Giờ ông trách tôi là sao? Thôi khỏi thì gì hết á. Bắt đầu kể từ hôm nay, tôi và ông á, có chuyện gì á thì mình cũng phải chạy qua bển, không có cho nó đi nữa. Ừ, biết rồi. Ăn đi. Thôi đưa vậy thôi, đưa em tự ăn. Thôi để đút cho. Em tự cầm được. Thôi để em đút cho mà. Anh này thiệt á, bác sĩ nói là em không được đi nhiều, chứ có kêu là em không sử dụng được tay đâu. Mà anh cứ đút em ăn hoài à. Thì mình cử luôn cho chắc em. À ngoan. Ôi, anh làm vậy em có nghĩ em là người thực vật không? Thôi em gán đi, chừng 10 bữa nửa tháng để cho thai nó ổn định lại. Mà lần đầu tiên em nghe là đi nhiều là dễ xảy thai luôn á. Chính vì không biết mới xảy ra vậy. Gán đi, đẻ xong á em muốn đi đâu thì đi. Thiệt hả? Thiệt. Là em đi chơi anh ở nhà canh con nha. Con anh mà. Nếu mà anh giữ không nổi thì có ông bà nội, ông bà ngoại lo gì. Mà tính ra mình có phước thiệt. Ông bà nội, bà ngoại đều thương con, thương cháu. Ê, vậy thì lúc đó mình tranh thủ kiếm thêm đứa nữa đi. Má. Dạ. Dạ, tí má mới qua. Má ngồi đi má. Trời ơi. Con. Sao không con? Con ơi. Dạ. Thấy trong người sao? Má yên tâm, con không sao hết á. Con khỏe ù à. Trời ơi, mày ráng nghỉ ngơi nghe chưa? Mày làm á, tụi muốn lên tầng sông cho bay luôn hả? Trời ơi, con là muốn tuột máu luôn á. Thôi anh, em ăn đâu. Em mới ăn có muỗng à. Ngán lắm, ăn hoài rồi. Trời, em phải ăn nhiều mới bổ chứ. Mới ăn có muỗng à.
Vậy thì em ăn một muỗng nữa thôi nha. À, một muỗng thôi. Một muỗng thôi đó. Rồi thêm muỗng nữa nè. Nãy kêu có muỗng à? Thì muỗng đó thôi, giờ muỗng thì sao? Con có phước lắm đó nghe. Nó gặp được thằng Bảy Cò, nó lo cho con kỹ mà chu đáo ghê không. Chị đúng cháu thôi, có gì đâu mà kỹ với không kỹ. Chuyện dễ ợt, ai làm được. Vậy mà tôi ước đó. Ước gì? Ước đẻ nữa hả? Hôm nay về sớm vậy? Mới 11 giờ mà. Biết lắm mà thế nào không có họng tôi hà. Trời ơi, nay có món ngon lắm nghe. Tôi nói à, chịu đời nổi không? Sao? Đi chợ mua tôm, nấu canh chua rau muống. Bây giờ mua tôm xong không có mua rau muống, quên mất rồi. Thì ra ngoài chợ đó, gặp bà Năm, bà Bảy, bà Tám nói rồi chụm lại nhiều chuyện rồi quên chứ gì. Nhiều chuyện hồi nào nhiều chuyện. Trời đất ơi, ở với bà mấy chục năm tôi rành quá không? Chợ tới giờ này không về là biết rồi. Hơi mệt quá. Giờ thiệt á. Vô quay đó chợ mua lại chứ có gì đâu. Mất công thiệt luôn á chứ. Ráng chịu đi, bụng làm vợ chịu chết trách ai. Tại mình nhiều chuyện thì mình mới ráng chứ. Nó không có nhiều chuyện mà, cứ nói người ta nhiều chuyện. Dạ thưa tía má mới về. Ủa? Ủa? Rau gì vậy? Dạ cái này con không biết rau gì nữa, mà bạn con nó đi rừng nó hái về, nó kêu con gửi về cho tía má ăn để lấy thảo. Rau này cỡ 8 không biết đâu. Cái rau này đó là người ta kêu bằng đọt giỏi. Hả? Chàng ơi, cái rau này tôi có ăn rồi. Ừ. Ngon lắm nè, mà ăn lâu quá rồi quên mất. Cái rau này á, hồi xưa đó là trong rừng U Minh á, nó mọc lên, nó đeo lên mấy cái cây tràm á. Cái dây của nó đó bà biết không, người ta lấy đó để người ta đương lợp nè, đương đăng nè, người ta kêu bằng dây chạy. Nhưng mà cái đọt thì người ta kêu bằng đọt chọi. Hái nó giờ cũng buổi sáng, nó còn mùi sương đúng không, nó còn quắn vậy nè. Nó sạch, nấu con chua cũng được nè, nhúng lẩu mắm cũng được nè, luộc ăn cũng được nè, chấm cá kho cũng được nè. Nói chung là làm cái gì ăn cũng ngon hết. Chàng ơi, trời đất ơi, không ngờ chồng tôi giỏi dữ vậy luôn á, cái gì cũng biết á. Trời đất, cái gì hai lúa mà không biết, ba này đâu phải hai lúa không? Ăn cái này là cơ thể tôi lớn lên cũng nhờ phần chỗ này nè. Giỏi như bách khoa toàn thư luôn á trời. Rồi, như vậy là bạn con tặng tía má cái rau này á, đúng bài rồi đó. Bây giờ bà khỏi mua rau muống, lấy này nè, nấu cái chua tép luôn. Được không? Sao không được? Được luôn hả? Trời đất ơi, ngon lắm á. Vậy hả? Vậy tôi làm liền. Làm thử đi má. Má nấu liền. Dạ. Mẹ ngon lắm, giòn giòn, ngon lắm. Dạ. À, trời, tôi nói chảy nước miếng rồi nè. Khỏe, khỏi đi chợ không? Rau gì mà ngộ vậy ta? Ủa? À, em đi chợ về rồi hả? Không có, em chưa đi. Vậy sao có rau này? Này chú Tám đem qua cho vợ chồng mình á. Ủa anh, rau này là rau gì mà lạ dữ vậy? Ủa, em không biết hả? Không. Đọt chọi, xào ngon lắm nha. Nấu canh chua, trộn gỏi luôn cũng được nữa. Vậy chút nữa em làm cho anh ba món này nha. À, mà cho nhiều không em? Thì nhiêu đây nè. Nhiêu đây đủ trộn gỏi thôi chị ha. Ơi, ta nói lâu lắm rồi mới thấy hai tía con ăn một lượt hai chén luôn á nghe. Ngon quá trời quá đất luôn tía. Ngon lắm. Dạ. Bà tôi thấy cũng chưa buông đũa đó. Mì gì nó ngon, nó lạ miệng quá ông ơi. Cái nước canh nó ngọt ghê hả má? Ừ. Dạ. Nè Tám. Dạ. Khi nào mà con gặp bạn con á, nói là cho tía má gửi lời cảm ơn nghe không? Rau ngon lắm. Dạ con biết rồi. Ngồi đang ăn ngồi trầm tư gì thở ra vậy? Ăn bữa cơm này không biết chừng nào mới được ăn bữa nữa về. Thì cứ ăn đi, rồi khi nào ai đi đâu có tôi gửi mua. Cái vấn đề là bây giờ ba cái rau này nè nó càng ngày càng hiếm, thấy không? Nhà mọc lên nhiều,
rồi đâu còn đất để cho ba cái rau này nó mọc lên. Con thấy vậy nè Tim á, không mấy bây giờ mình lấy giống về mình trồng cái rau này đi. Có lý đó. Hình như không được con ơi. Tía thấy ba cái rau này hồi xưa tới giờ nó chỉ mọc trong rừng nè, mọc mấy cái vườn tạp nè, chứ trồng thì tía chưa thấy. Có khi á, chuyện này á, người ta không nghĩ tới luôn đó ông ơi. Mà thôi, có bữa nay mình ăn bữa nay đi đã. Thôi đâu nghĩ xa. Rồi vậy đi. Dạ. Vậy cho ăn chén nữa đi. Nữa hả? Vậy có cho ăn không? Ăn được thì ăn chứ mà thấy ông bà chén rồi nghe. Đừng có lo. Trời đừng có la no tức bụng nghe. Trời thôi. Nè, ăn rau gì vô em. Ngon quá anh. Lần đầu tiên em ăn luôn á. Anh giới thiệu mà, không ngon sao được. Ôi mà anh. Hồi nãy em qua thăm thằng Cóc á, anh có đem rau cho tí mớ ớt không? Có chứ. Má thấy á, má mừng lắm. Tại vì rau này á, má thích nó lắm. Vậy hả? Ừ. Ngon quá mà. Vậy hả? Hôm nay á, em nấu canh với tôm. Bữa sau mà nếu có, em xào cho anh ăn. Hồi bữa nè, em có nghe ai nói là cái loại rau này là một cái món gì nữa mà ăn ngon lắm. Cái món gì ta? Món nè, ví dụ như là luộc chấm chao. Đúng rồi, luộc chấm chao, cực kỳ ngon luôn. Má anh còn nói nha, rau này ăn nhiều có vị thuốc á. Mà thuốc gì không biết thôi. Đây. Đây ăn. Vậy em cũng ăn thêm đi. Miễn có vị thuốc á thì cứ ăn nhiều thiệt nhiều vô, không bổ ngang á thì cũng bổ dầu. Tía, có chuyện gì mà tía kêu con ra đây gấp vậy? Ngồi đó đi. Sao tía? Hôm qua ăn cái mớ đột chọi đó, đêm hôm tía nằm chết suy nghĩ. Tía tính bán rau cải hả tía? Bậy. Bộ ăn cái gì mà bán ở đó hay sao? Con giỡn thôi. Vậy chứ tía có ý định gì? Tía thấy cây cỏ của mình đó, còn nhiều thứ mình chưa biết lắm. Mai mốt quá mà nó bị tuyệt chủng á là tiếc lắm à. Con cũng thấy đúng á tía. Tía có ý định á, tía muốn làm một quyển sách chuyên về sưu tầm các loại cây cỏ của mình á, để sau này á con cháu của tụi con nó còn biết đất nước mình có những cái loại cây quý hiếm vậy. Hay. Con thấy hay đó tía. Con ủng hộ chuyện này nè. Hay là mình mở cái bảo tàng luôn đi tía. Cái mình trưng bày những loại cây quý hiếm của Việt Nam nè, để cho khách người ta tới tham quan. Được, cái đó lớn quá. Mình làm mấy cái nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Nhưng mà cái chuyện này á, mấy đứa phải phụ tía một tay nha. Chứ tía già làm không nổi nhiều nha. Tía cứ yên tâm đi. Tía chỉ góp ý thôi, còn tụi con á phải góp sức cho tía nha. Dạ con biết rồi. Vậy làm nha. Dạ. Cây này gọi là cây tai voi. Cây tai voi phải không? Hay còn gọi là tai nai. Mọc ở vách đá dọc theo suối trong rừng. Rau này có thể xào, luộc hay nấu canh ăn cũng rất ngon. Ghi kiểu không tía? Từ từ, chậm chậm thôi. Đi con kiếm nữa, kiếm nữa. Xào luộc nấu canh ăn phải không? Dạ đúng rồi. 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 Còn cái này là tía, cây tiếp theo nè. Cái này là cây rau mướp gai, hay còn gọi là rau rấy gai á, là cây quan giả mọc ở vườn rậm. Nó thường mọc ở bờ bãi ven sông á tía. Dạ, rồi. Theo y học dân gian á, cây này nó có tác dụng là tiêu viêm, giải độc, thanh nhiệt trừ thấp, lợi niệu tiêu thủng. Thanh nhiệt. Dạ. Gì nữa? Giải độc. Giải độc. Rồi. Trừ thấp nè. Trừ thấp. Lợi niệu tiêu thủng.
Gì lợi gì? Lợi niệu tiêu thủ. Dạ. Còn này hay lắm nè tía. Trong ẩm thực á, cái rau này là được làm gỏi nè, muối chua hay xào nấu canh gì ăn cũng được hết trơn á, ngon lắm. Gỏi, xào. Dạ. Nấu canh. Dạ. Nè tía, cây mướp dai nè. À, cây ngộ quá ha. Dạ. Nhớ chụp hình nha. Sao má? Má thấy trà uống được không? Được, ngon á. Dạ, con mới đổi loại trà á. Rồi, thì sao hôm nay má không ở nhà với tía mà qua con vậy? Tía bày dạo này á, có niềm vui mới rồi. Niềm vui mới? Ủa là gì má? À, tía bày đang sưu tập cây cỏ gì đó. Bởi vậy hai tía con ổng rù rì tối ngày à, đang mận câu chuyện lớn. Bởi vậy má bển nó như người thừa vậy đó, cho nên má qua đây cho đỡ thừa. Má nói thì con mới nhớ. Hôm rày á, con thấy chồng con á cũng lẩm nhẩm cái gì á. À, hình như là đang kiếm cái cây gì cho tía hay sao á. Là cái chuyện đó đúng không má? Thiệt chi. Thôi kệ tía con không đi. Muốn mận gì đó thì mận. Chà. Dạo này sức khỏe con sao rồi? Má yên tâm, con khỏe he à. Với lại ăn uống cũng được lắm á. Con á phải đi khám thai đều đặn nghe không? Dạ. Nhái. Dạ má. Mình đi gội đầu không? Đi gội đầu hả má? Ờ. Là gội ngoài tiệm á hả? Ừ. Thì tía con ổng mận chuyện lớn, giờ hai má con mình rảnh đi gội đầu đi làm đẹp ha. Ừ. Nè nè chú hai, cây mới con mới kiếm nè chú hai. Dạ dạ. Nè. Cây này là cây rau muối. Cây rau muối phải không? Gì? Rau muống bình thường có gì đâu. Rau muối. U ô y ui mờ ui mui sắc muối. À muối hả? Muối có ô kìa chú hai. Sở dĩ gọi là rau muối vì trên bề mặt lá có một lớp phấn bột giống như rắc muối nên người ta gọi là rau muối. À. Theo dân gian, rau muối ngoài dùng làm món ăn còn giúp những chàng chị đau răng giác trùng và thông ấm tỳ vị. Vậy từ từ tao chứ không phải là cái máy in nghe không? Tao là con người. Dạ, con đọc lại. Ngoài dùng làm món ăn còn giúp những chàng chị đau răng sát trùng thông ấm tỳ vị. Nè, cây này đẹp lắm nè, chú hai coi. Nè. Cây lạ quá. Rồi tiếp nè. Thôi, được rồi. Tụi nhớ nha. Bây giờ bọn tụi tao có ghi, nhưng mà in ra cho tao nha. In ra cái cây luôn, thấy không? Rồi kẹp lại, để tao làm tư liệu. Dạ, con biết rồi tiếp. Sau này tao nghiên cứu, 70 năm nữa, khi tao làm thầy sao? Lấy công đất này nè, mình trồng rau, em thấy sao? Ờ, thì anh quyết định sao cũng được hết. Ủa anh, nhưng mà anh tính trồng rau gì? Thì mấy giống rau lạ bữa giờ anh nghiên cứu với tía. Hả? Ủa mà anh nhắm được không vậy? Thì thử mới biết thôi. Ờ, thôi thử sao đó thì thử. Nhưng mà trước mắt á, giờ về ăn cơm đã. Đúng rồi, có thật thì mới giật được đạo chứ. Ê, giờ ăn cơm nha con. À, kính thưa
bà Nguyễn Thị Măng. Kính thưa con cháu, hôm nay tôi xin thay mặt cho gia đình Hay Lúa xin trao bằng khen cho anh Lê Minh Tèo. Vì anh Lê Minh Tèo đã có công đóng góp vô cái công trình nghiên cứu về cây cỏ của Việt Nam. Đó. Vậy đề nghị các bạn trẻ ở Xéo Lá này, chúng ta hãy nhìn đây để mà noi gương, để học tập anh Tèo. Đó. Xin mời chị Lê Kim Nhái. Đây. Bông luôn kìa. Trời ơi, bông mình nước dơ. Tôi đỡ cho đẹp. Dạ nghĩa quan anh. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Mày làm trò gì vậy? Mày làm gì vô quán tao mày ngủ vậy? Đâu phải khách sạn đâu hả? Gì cô Hồng? Cô làm cái đập cái làm tan giấc mộng của người ta. Ai nói cô còn ngủ? Mới nhắm mắt để đó con mơ chút xíu rồi bộ. Cái gì? Ban ngày ngủ cũng mơ nữa hả? Ban ngày mà mơ linh lắm mấy mày. Nói tao nghe coi. Mơ gì đó nghe coi. Ôi, không nói đâu, nói ra mất linh sao? Sợ đặc nữa. Uống gì? U Như Kỷ. Phê hả? Không, nước cam. Vậy mà là U Như Kỷ, xạo. Nói nghe nè, mấy bữa nay á, ta thấy mày á cứ chạy qua chạy lại nhà chú Hai thì đừng nói ai nghe. Còn với chú Hai á, đang chung tay xây dựng một cơ đồ bộ sưu tập. Bộ sưu tập? Sưu tập cái gì? Sưu tập đồ cổ hả? Ừ. Quý lắm á đồ cổ. Sưu tập tem. Ừ. Gì còn gì ta? À, sưu tập tranh. Ừ. Vậy chứ gì? Cỏ. Gì? Ba cái cỏ cây dại rồi mà cũng sưu tập nữa hả? Không, cỏ là mấy cái loại mà cây thuốc Việt Nam á, mấy cái loại cây mà dùng để làm thuốc chữa bệnh á. Ồ, ví dụ như là cây sống đời, đinh lăng, dấp cá, tí tô, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ồ, hay thiệt. Nhưng mà tao biết có một cái cây này nè, hồi nhỏ tụi bay đứa nào cũng biết hết á. Nhờ cái cây đó ha, mà tụi bay á ăn được, ngủ được, nói chung là làm bạn với nó đó. Mà sợ mày hả quên nó, mất công mà không đủ bộ sưu tập á. Thiệt hả? Ừ. Giờ cô nói cho con biết cây đó cây gì đi, thì coi như cô cũng góp công vô cái bộ sưu tập đó rồi. Nói nhỏ nhỏ đừng để ai nghe nha. Có cô biết không? Ừ, nhớ ghi tên cô Hồng nữa nha. Cây. Cây á, cây đôi mây á. Sinh nắng tôi buồn, mình ngồi dưới ly tre xanh, vòng quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh. Tám ơi phải khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh. Rau đắng đây. Trời Phật ơi, công nhận cái bà này đúng ý tôi thiệt nha. Mới nhắc rau đắng có rau đắng liền. Ông thấy tôi hay không? Ông chưa ca mà tôi đã biết là ông đang thèm cái rau gì rồi đó. Cái đó người ta gọi là tâm linh tương thông đó tía má. Dạ, mời tía má ăn cơm. Rau đắng mà chấm với thịt kho này thôi. Dạo này á, tôi thấy bà nấu toàn là những món ngon, những món đưa cơm không nghe. Trời ơi, sao dạo này khen hoài nghe. Cái rau đắng này nè, bà ăn vô á, nó lợi cho đường tiêu hóa nè, lợi tiểu nè, tiểu buốt nè, mát gan nè, còn nhiều thứ lắm á. Nhiều công dụng dữ vậy hả? Trời đất ơi. Tôi nói từ khi mà nghiên cứu cây cỏ riết rồi cái bây giờ y như thầy thuốc nam luôn rồi ha. Chứ sao? Chứ đâu phải như bà đâu bà thầy.
Bà thầy thuốc nam một lần đó nhá, nhá ông Tám. Trời ơi, hú hồn hú vía. Nói tới bà thầy lãng thần đi chứ. Mới mua đọt lan luộc ăn nha. Nói vậy cái đọt lan nó cũng là thuốc hả? Thuốc chứ. Bà ăn đọt lan đó là nó nhuận tràng nè. Nó dễ. Thôi. Hiểu rồi. Hiểu không? Đang. Rồi, ăn thì mai tôi giải trình cái vụ đọt lan cho bà nghe. Sâu trong lòng luôn nè. Uống ly nữa nha. Thôi được rồi, để anh làm cho xong. Tầm được nhiều chưa? Nhóc hết trơn nè, đầy cuốn sách luôn nè. Nhờ vậy á, tôi mới biết Việt Nam mình á có nhiều cây quý và lạ. Đó, cái này nói gì chưa hiểu. Ê. Tôi có loại cây này nè. Cái gì? Ông biết cây tầm bóp không? Cây tầm bóp hả? Ờ. Khoan, để tôi ghi lại. Cây tầm bóp phải không? Cây tầm bóp. Ừ. Cái cây tầm bóp này nè, nó là một loại thuốc nam quý. Nhất là những người mà làm việc mà lên đên ở trên sông nước đó ông. Là nó giúp cho không có bị chảy nướu răng nè, máu. À, coi như nó trị bệnh chảy máu nướu răng. Đúng cái rồi, gì? Đúng rồi, chảy máu nướu răng á. Nướu răng. Bị thiếu vitamin C là bị cái đó. Mà nó trị cái đó. Ừ. Gì nữa? Tốt lắm, ghi vô. Rồi, cái gì nữa? Hết rồi. Nó chỉ có món một vậy hả? Không, nhiều. Nó nhiều lắm nhưng mà sao tự nhiên giờ tôi không nhớ. Để tôi kiếm cái bài báo đó tôi đưa cho ông coi hen. Ừ, cũng được. Mà có loại rau này nè. Rau gì? Tôi rành lắm. Rau gì? Cái rau cằn cua á. Cái rau mà tôi hay làm cho ông ăn á. Nó mọc đầy với cái chậu kiển kìa. Đúng rồi đó. Trời ơi, ông đừng có nghĩ nó là cái loại rau dại không thôi đâu nghe. Là thần dược quý đó. Ghi vô đi. Nhớ rồi, cái cằn cua gì? Chỉ ba cái ống nhỏ. Nó lỡ lét, sút rét, đau đầu. Giỏi ha. Cái người nước ngoài á, coi nó là một cái loại thần dược quý luôn á. Tôi nói á, xung quanh mình á, toàn là cây thuốc không. Mà mình không biết. Mình nằm mình chết ở trên đống thuốc luôn á. Trời ơi, tôi nói ở mình là nhiều loại đó lắm á, nhiều loại thuốc quý lắm á. Không để ý nên không biết á. Mà xong chưa? Đừng ngẫm nghĩ hoài, thôi nghỉ ngơi đi. Xếp lại tôi cất cho. Để tôi giữ. À, trong hết, bỏ mất của tôi là chết luôn á, bỏ bối của người ta đó. Quý dữ hen. Sao không quý trời? Quý vậy tối nằm ôm nó ngủ luôn đi. Dĩ nhiên là tôi ôm nó tôi ngủ rồi đó. Nhưng mà tôi thức vậy tôi ôm bà.